Chương 1, mở đầu, nghe chọn bộ tại mê com. Nói tới văn đàn tiểu thuyết Võ Hiệp Trung Hoa, phải kể tới năm đại gia là Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long, Ngọa Long Sinh, Ôn Thụy An hay khác hơn là ba đại gia Lương Vũ Sinh, Kim Dung, Cổ Long. Nhưng nhiều người biết về Kim Dung, Cổ Long và phần nào là Ngọa Long Sinh, song ít người biết tới Lương Vũ Sinh và Ôn Thụy An. Trong khi Lương Vũ Sinh là một trong những người mở đầu cho tiểu thuyết võ hiệp hiện đại. Lương Vũ Sinh tên thật là Trần Văn Thống, sinh năm 1922, người huyện Mông Sơn tỉnh Quảng Tây, học ngành kinh tế đối ngoại ở Đại học Lĩnh Nam Quảng Châu. Năm 1949 ông qua định cư ở Hương Cảng, đầu tiên làm việc ở Đại Công báo, về sau chuyển về Tân Văn báo. Năm 1953, La Phù chủ Tân Văn báo mở chuyên mục tiểu thuyết võ hiệp nhiều kỳ và người mà La Phù đặt hàng đầu tiên là Lương Vũ Sinh. Nhận được sự ủng hộ từ tòa soạn, Lương Vũ Sinh bắt tay vào việc viết tiểu thuyết võ hiệp với tác phẩm đầu tiên là Long Hồ Đấu Kinh Hoa được đăng suốt 2 năm, có tiếng vang lớn, số lượng báo in tăng vọt. Các báo khác thấy vậy tranh nhau đặt hàng lương vũ sinh, ông không đáp ứng nổi nhu cầu nên mời Kim Dung giúp đỡ. Tác phẩm đầu tiên của Kim Dung là Thư Kiếm Ân Cửu Lục trong thời gian 1955. 1956 là viết theo đơn đặt hàng này. Ngoài Long Hổ Đầu Kinh Hòa ông còn có nhiều tác phẩm khác như Đại Đường Du Hiệp Ký, Long Phụng Bảo Thoa Lục, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, Thất Kiếm Thiên Sơn, Giang Hồ Tam Nữ Hiệp được nhiều người đọc lớn tuổi ở Hương Cảng, Đài Loan ưa thích. Tương tự Kim Dung, phần lớn tác phẩm của Lương Vũ Sinh cũng lấy đề tài lịch sử. Là lập quần trong bài Cổ Long Quái Hiệp thay lời tựa tác phẩm Cổ Long, in trong huyết anh vũ của nhà xuất bản Châu Hải, Đài Loan, 1995 từng so sánh lấy nội dung sáng tác mà bàn thì tiểu thuyết võ hiệp của lương vũ sinh kim dung chú trọng biểu hiện hoàn cảnh lịch sử dựa vào lịch sử từ đó sáng tạo mở ra một câu chuyện hư cấu xuyên suốt nhưng từ việc sử dụng tư liệu lịch sử mà nhìn thì giữa hai người có sự khác biệt rất rõ ràng lương vũ sinh hư cấu nhân vật và sự kiện đặt vào bối cảnh lịch sử lấy đó để gia tăng không khí lịch sử Kim Dung thì trực tiếp lấy nhân vật và sự kiện lịch sử phô diễn thành tiểu thuyết võ hiệp. Các nhân vật, sự kiện lịch sử mà Kim Dung viết rất có mức độ, thường có thể lấy giả làm loạn thật. Về khuynh hướng sáng tác thì La Lập Quần nhận định nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp của Lương Vũ Sinh mang đậm màu sắc đạo đức phân chia tà chính rạch giói. Nội hàm xã hội của nhân vật phong phú nhưng tính cách nhân vật đơn điệu, có thiếu sót khái niệm hóa, công thức hóa nhân vật. Trên cùng đường hướng nhận định này, Trần Hiểu Lâm trong bài thử bàn về chức năng của sự ngẫu nhiên trong tiểu thuyết võ hiệp lấy tác phẩm của Kim Dung. Cổ Long và Lương Vũ Sinh làm ví dụ in trong Đại Địa Phi Ưng, công ty xuất bản Phong Vân thời đại, Đài Bắc, 1999 cũng nhận xét. Trong các tác phẩm Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn, Giang Hồ Tam Nữ Hiệp sự đối lập nhị nguyên và đấu tranh qua lại giữa chính tà đen trắng thiện ác thị phi vẫn là mạch chủ yếu thúc đẩy tình tiết của câu chuyện thể hiện rõ việc lương vũ sinh kế thừa tiểu thuyết võ hiệp truyền thống trong thực tế nếu sâu chuỗi tác phẩm của lương vũ sinh lại thì sẽ hình thành một phổ hệ hiệp nghĩa thảo giã phát triển song hành với lịch sử chính thống từ phổ hệ hiệp nghĩa thảo dạ ấy nhìn lại vương triều chính thống tranh giành nhau vì quyền lực dục vọng, rõ ràng ta thấy nó toát lên sự giải thích và châm chọc lịch sử Trung Quốc. Cho nên ý đồ ngẫu nhiên hóa lịch sử chính thống của ông là điều dễ nhận thấy. Về mặt này, Lương Vũ Sinh và Kim Dung khác đường cùng đích, hai người đều tạo ra một thế giới tưởng tượng riêng, lấy thế giới tưởng tượng ấy soi dọi lại lịch sử Trung Quốc rất nhiều cay đắng máu lệ tự nhiên hiện rõ giữa những dòng chữ và phía sau tác phẩm. Về yếu tố, võ công, đặc trưng của tiểu thuyết võ hiệp thì ba đại gia lương, kim, cổ đều có phong cách riêng. Võ công trong tác phẩm của Kim Dương thì mang tính văn hóa, triết lý, thậm chí tiếng sáo điệu đàn cũng có thể trở thành phương tiện truyền tải nội lực đả thương đối phương võ công trong tác phẩm của cổ long thì mang đậm dấu ấn kỹ thuật hiện đại có thức không chiêu còn võ công trong tác phẩm của lương vũ sinh vẫn mang nhiều yếu tố truyền thống là lập quần nhận xét võ công trong tiểu thuyết võ hiệp của lương vũ sinh tính tả thực trong hư ảo rất mạnh một chiêu một thức rõ rõ ràng ràng tinh tế mà lại giống như thật khẩn trương kịch liệt khoa trương tới mức tột cùng Võ công của Lương Vũ Sinh cũng mang tính khuynh hướng, có võ công của chính phái, cũng có võ công của tà phái, lực đạo võ công của chính phái nhu hòa, tượng trưng cho sự thiện lương. Nhân từ vừa tiện lợi trong việc tấn công phòng thủ, lại có ích cho việc tu tâm dưỡng tính, mà võ công của tà phái thì vô cùng bá đạo, tàn độc hung dữ, đầy ý vị tà ác. Đặt cạnh Kim Dung và Cổ Long, Lương Vũ Sinh ít nhiều mang dáng dấp một tác gia cổ điển trong dòng tiểu huyết võ hiệp ông vẫn dung cảm với các giá trị trung hiếu tiết nghĩa, phi chính thống, vẫn đề cao tinh thần thượng võ và hào hiệp của những hiệp khách chống triều đình. Vẫn dùng tiểu thuyết võ hiệp như một phương tiện để khẳng định cái chân, cái thiện, cái mỹ. Trong ý nghĩa này, có thể nói Đại Đường Du Hiệp Ký là một tác phẩm tiêu biểu của Lương Vũ Sinh. Cao Tự Thanh, chương 2, chén rượu kết giao vui đạm bạc chiếc thoa làm lễ định Lương Duyên. Nghe chọn bộ tại mê audio com Chén rượu kết giao vui đạm bạc chiết hoa làm lễ định lương duyên chúc mừng năm mới, năm mới đại cát. Hôm ấy là ngày mồng một Tết năm thiến bảo thứ bảy nhà đại đường. Ở một sơn thôn cách Trường An 60 dặm có một gia đình, chủ nhân họ sử tên giật như thi đỗ tiến sĩ năm khai nguyên thứ 22, nhưng không muốn làm quan trong triều nên chưa đến tuổi trung niên đã về quê ở ẩn, người làng tôn trọng y là một bậc quân tử có học thức, vừa sáng ra đã tới chúc Tết y. Sử giật như theo tục lệ chúc Tết người làng một lượt, đưa khách về xong, lại lắc chương ba, thiếu niên vô lại thành tôn quý nghĩa sĩ cao phong chịu ngục tù. Nghe chọn bộ tại mê audio.com thiếu niên vô lại thành tôn quý nghĩa sĩ cao phong chịu ngục tù xử giật như theo hai người điền tiết chưa lên tới bậc thềm chỉ nghe an lộc sơn trên sảnh hô hô cười rộ nói tiểu đoàn tiểu đoàn ngày trước ngươi mắng ta là vô lại khốn kiếp không ra cái gì hôm nay thì sao là ngươi không ra gì hay ta không ra gì sử giật như cố ý cúi đầu thật thấp, im lặng không lên tiếng điền thừa tự thân thể cao lớn, cao hơn y cả một cái đầu, An Lộc Sơn chưa nhìn thấy rõ ràng, lại hô hô cười rộ nói. Đoàn khuê trương người cũng biết sợ hãi sao? Nghĩ tới giao tình ngày trước, người dập đầu nhận lỗi với ta, thì ở đây đang là ta đang thiếu một tên chăn ngựa, sẽ thưởng cho người trước ấy. Trong lòng thì nghĩ thầm, Đợi ngươi dập đầu nhận lỗi xong, ta sẽ lập tức sai người chặt chân ngươi, phế bỏ võ công của ngươi, cho ngươi suốt đời chịu nhục như thế hay hơn một đao chém ngươi thành hai đoạn, quá tiện lợi cho ngươi." An Lộc Sơn đang lúc vô cùng đắc ý, sử giật như đột ngột ngẩng đầu lên, cao giọng nói: "Tiểu nhân tuy bất tài cũng đã từng thi đậu tiến sĩ, làm tới chức lang quan, tiết độ sứ muốn ta làm mã phu, như thế không hợp với thể lệ của triều đình." chỉ e trước hết người phải tâu với hoàng thượng chuẩn y cách hết công danh của ta mới được nên biết chế độ khoa cử bắt đầu từ nhà đường đường thái tông lý thế dân mở khoa chọn kẻ sĩ nhìn thấy sĩ tử xếp hàng tiến vào trường thi từng đắc ý cười nói anh hùng thiên hạ đều rơi hết vào vòng rồi để lung lạc người đọc sách trong thiên bạ khiến người ta coi trọng chế độ khoa cử đường thái tông từng lập ra điều lệ người đi học thì có thể được miễn lao dịch cho chính quyền người thi đậu tú tài có thể được miễn hình phạt, người thi đậu tiến sĩ thì không cần phải nói. An Lộc Sơn giật nảy mình, hai mắt tròn xe nói, ngươi là ai? Sao lại tới đây? Sử giật như nói, ta là tiến sĩ sử giật như, còn tại sao tới đây, xin ngươi cứ hỏi hai vị tướng quân này. An Lộc Sơn đập bàn mắng, khốn nạn, khốn nạn. Ta bảo các ngươi đi bắt đoàn khuê trương, tại sao các ngươi lại bắt người này về? Điền thừa tự vô cùng hoảng sợ, ngấm ngầm kêu khổ, vội nói, chúng tôi hoàn toàn không nhận lầm chỗ, quả thật là tới nhà họ đoàn, chúng tôi nói rất rõ, đại soái mời đoàn khuê trương, người này bên đi theo. Sử giật như nói. Ta nói với các ngươi ta là đoàn khuê trương lúc nào, các ngươi cứ nhất định bảo ta là đoàn khuê trương, vùng đau múa gậy cứ như hung thần ác sát, ta làm sao dám phân biện, làm sao dám không đi người nói ngươi vào nhà họ đoàn, tiết độ sứ cứ phái người tới tra vấn, nhà ta thì người trong thôn không ai không biết, xem thử rốt lại là nhà họ sử hay nhà họ đoàn. Tiết tung bước, lên bẩm cho dù chúng tôi vào lầm nhà, thì ban ngày đại soái người cũng đã nhìn thấy, hán tử chùm áo lên đầu bước vào nhà y, đại soái đã nhận ra hán tử ấy là đoàn khuê trương, và lại còn núp trong nhà y không cần nói cũng biết là có liên quan với y, đại soái muốn bắt đoàn khuê trương thì cứ tra hỏi y là được. Điền Thừa Tự và Tiết Tung là hai viên đại tướng đắc lực nhất của An Lộc Sơn, An Lộc Sơn đành để cho họ có ba phần thể diện, chửi mắng một hồi, cũng coi như xong, rồi quay qua mắng xử giật như. Người cũng không phải tốt lành gì, hay ngươi cậy là từng thi đậu tiến sĩ, trong con mắt ta, tiến sĩ không đáng một đồng, giết chết ngươi cũng như xéo chết một con kiến thôi. Nói đi, đoàn khuê trương ở đâu? Sử giật như cười lớn nói, người coi rẻ mạng người, lạm sát người vô tội, không cần khoe khoang nữa, ta đã sớm nghe tiếng rồi. Nói thật, nếu ta sợ chết đã không tới e ố người đâu. Sử giật như chẳng qua chỉ là một thư sinh văn nhã, tả hữu của An Lộc Sơn phần lớn đều là bọn ma vương giết người không chớp mắt, nhưng sử giật như nói câu ấy ra. Bọn ma quỷ ấy không ai không cả kinh thất xác thử nghĩ An Lộc Sơn tay nắm binh phục quyền khuynh trong ngoài, có bao nhiêu người dám ăn nói bừa bãi, không hề ý kỵ như thế trước mặt y. An Lộc Sơn tức tới mức bảy khiếu bốc khói, đập bàn mắng, lôi, lôi y ra, đánh chết đi. Một viên đại tướng bên cạnh y chợt đứng lên nói, xin đại soái bớt giận, có thể nghe ta nói một câu không? người ấy là anh em kết nghĩa với an lộc sơn bình lô quân phó tiết độ sứ sử tư minh chức vụ chỉ sau an lộc sơn nhưng mưu trí thì cao hơn an lộc sơn nhiều an lộc sơn nói sử huynh đệ có lời gì sử tư minh nói sử giật như vốn giỏi thơ văn và lại nổi tiếng cứng đầu nghe nói năm trước y thi đậu tiến sĩ từng dâng trị an thập sách lại từng vạch tội tể tướng đương thời là lý lâm phủ vì thế bị bãi quan loại kẻ sĩ có danh tiếng này, giết đi e sẽ bị người ta bàn tán. Ta nghe nói Lý Thái Bạch từng trong cung mượn rượu mắng người, có lần uống rượu say thậm chí còn bắt cao lực sĩ cởi giày cho y, quý phi nương nương mài mực cho y. Kẻ ngông cuồng như thế mà hoàng đế vẫn khoan dung yêu đãi nguyên soái nếu ngươi đã thỏa mãn với chức vị hiện tại thì giết y không hề gì còn nếu không như thế thì ngại gì tha chết cho y để người trong thiên hạ biết nguyên soái là người kính lễ bậc hiền sĩ an lộc sơn tuy thô lỗ nhưng cũng là một kẻ khá thông minh y nhất thời tức giận định giết sử giật như lúc ấy nghe sử tư minh nói thế lại bất giác xoay chuyển ý nghĩ vốn y dã tâm bừng bừng đã sớm có ý cướp giang sơn của nhà lý đường lời sử tư minh quả thật là ngấm ngầm nhắc nhở y muốn y mua chuộc lòng người nhất là đối vôi các sĩ đại phu không nên đắc tội quá đáng an lộc sơn nghĩ ngợi xong hô hô cười nói được hoàng đế có thể dung tha lý thái bạch chẳng lẽ ta không dung được ngươi được thôi ta thấy ngươi gan già cũng giống một kẻ có tài ngươi cứ làm ký thất chức quan tương tự thư ký hiện nay cho ta vậy còn đoàn khuê trương ngươi cứ tìm tới đây giúp ta ta cũng sẽ phong cho y làm một chức võ quan ngươi còn nói gì nữa không sử giật như tức giận tới cùng cực lớn tiếng cười nhạt nói sử mỗ tuy bất tài cũng từng đọc qua sách thánh hiền biết được sự khác nhau giữa người chung kẻ nịnh sử mỗ ngay chức lang quan của triều đình cũng không muốn làm há lại uốn mình khuất thân đi thờ kẻ loạn thân tặc tử nhà ngươi à câu chửi này đừng nói an lộc sơn không chịu nổi mà ngay sử tư minh cũng hoảng sợ tái mặt run giọng kêu lên ngươi ngươi thiên hạ lại có kẻ không biết hay dở như ngươi an lộc sơn cả giận quát được kẻ sĩ các ngươi coi thường ta thì ta cũng không cần loại người như các ngươi như vậy ta cũng có thể giành lấy thiên hạ an lộc sơn đang thịnh nộ sử tư minh cũng không dám khuyên can lúc ấy lại vừa khéo một tên vệ sĩ tiến vào nhìn thấy tình hình bất giác ngẩn ra an lộc sơn quát chuyện gì tên vệ sĩ kia quỳ một gối xuống nói bẩm đại soái đã mời gia quyến của vị đoàn đại gia này tới rồi Nguyên là Điền Thừa Tự tuy nói với sử giật như là không làm kinh động gia quyến của y, nhưng đó là giả thử nghĩ An Lộc Sơn muốn bắt đoàn khuê trương, làm sao có thể tha cho gia quyến của y. Để họ lọt lưới, chẳng qua lúc ấy hai người Điền Tiết E xảy ra một trận đánh nhau, hai bên sẽ bị tổn thương, nên nói toàn lời nghĩa khí giang hồ, sắp xếp đoàn khuê trương xong, lừa y lên đường sau đó lại cho bọn vệ sĩ của họ đã mai phục sau nhà bắt hết người nhà của y lúc sử giật như và điền thừa tự trò chuyện trong thư phòng tiết tung đã dùng loại thuốc mê đặc chế không mùi làm tất cả người nhà của y ngất đi an lộc sơn hô hô cười rộ nói hay lắm ngươi xem ngươi còn có cần tới vợ con không có chịu phục ta không tiếng cười chưa dứt đã nghe sử giật như quát lớn ác tặc vô lại, đoàn đại ca ta nói về ngươi không sai, triều đình dùng loại người như ngươi làm đại tướng, quả thật khiến người ta đau lòng, ta chết làm ma giữ, cũng không tha cho ngươi đâu. Y nghe nói vợ con bị bắt, lập tức nổi giận, bất kể tất cả, vừa lớn tiếng chửi mắng vừa xông lên thềm, an lộc sơn giật nảy mình, nhưng không chờ y sai bảo đã có vệ sĩ cản xử giật như lại đáng thương sử giật như là một thư sinh, làm sao địch được bọn vệ sĩ như sói như cọp, bị một tên vệ sĩ đập một quyền vào ngực, phun ra một ngụm máu, lập tức ngã lăn xuống đất ngất đi luôn. An Lộc Sơn lắc lắc đầu nói, trong những người đọc sách lại có kẻ cứng cỏi thế này, kể cũng hiếm có. Được, ngươi muốn được chết thì ta lại không cho người chết, cứ từ từ hành hạ ngươi, xem ngươi chịu phục hãy không. Sử Tư Minh cũng cười nói họ xử này cậy vào cái dũng khí nhất thời lớn mật làm cằn, xúc phạm đại soái đợi y tỉnh lại tự nhiên sẽ nghĩ tới vợ con lúc ấy đại soái cứ ban cho y một phút ân huệ không sợ y không phục an lộc sơn nói nói rất phải y sai bọn vệ sĩ đưa xử giật như vào nhà ngục tên vệ sĩ đầu tiên biết là bắt lầm người liền hỏi còn vợ con của gã họ xử này thì sắp xếp thế nào an lộc sơn nói lằng nhằng lắm chuyện cứ nhốt vào nhà lao phụ nữ còn hỏi cái gì tên vệ sĩ liền dạ một tiếng đang định lui xuống an lộc sơn chợt nói vợ y nhan sắc ra sao gọi lên đây xem thử tiết tung đột nói chen vào bẩm đại soái người đàn bà ấy nhan sắc bình thường và lại vừa sinh nở xong y chưa dứt lời an lộc san đã nổi giận mắng xui xẻo xui xẻo ngươi thật là một kẻ khốn tại sao lại bắt sản phụ vào phủ Lúc ấy quan trường có rất nhiều điều kiêng kỵ, an lộc sơn sợ máu sản phụ xung phạm, quan tinh của y nên đùng đùng nổi giận. Tên vệ sĩ kia bị y mắng một trận, thầm kêu là oan uổng, tự nhủ là ngươi bảo ta bắt, ngươi lại không dặn là sản phụ thì không bắt, đồng thời lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên nên biết vợ sử giật như là danh môn khuê tú tuy vừa sinh nhưng vẫn không che giấu được nhan sắc chim sa cá lạn tên vệ sĩ kia là người đưa lưu thị lên ngựa đương nhiên nhìn thấy rất rõ nghĩ thầm trong lòng người đàn bà này mười phần xinh đẹp tại sao tiết tướng quân lại nói là nhan sắc bình thường tiết tung thấy an lộc sơn nổi giận lại bước lên bầm vợ họ sử là một sản phụ giam trong phủ quả rất bất tiện tiểu tướng lớn mật bẩm với nguyên soái xin giao người phụ nữ này cho ti chức xử trí an lộc sơn cười nói ngươi cần thị làm gì tiết tung nói ti chức ít nhất cũng có một đứa con chưa dứt sữa người đàn bà này vừa sinh xong còn rất nhiễu sữa ti chức muốn thị làm bà vú và lại thị biết chữ thì tương lai khuyển tử có thể theo thị học được vài chữ an lộc sơn cười lớn nói tiết tướng quân hôm nay lại đại phát từ bi quả thật hiếm có được rồi ngươi không sợ xui xẻo thì cứ lãnh thị về đi vốn tiết tung là một kẻ hiếu sắc y cố ý nói lư thị nhan sắc bình thường nhận nàng về thật ra là có ý đồ trong lòng mưu việc bất chính muốn đợi sau một tháng lư thị nghỉ ngơi xong sẽ chiếm làm của mình an lộc sơn nói đoàn khuê trương chưa bắt được chúng ta quả thật không thể yên tâm đã phát hiện ra tung tích của y tại thôn ấy, chắc y cũng thì ở quanh đó không xa, điền tiết hai vị tướng quân hôm nay còn phải vất vả vì ta chuyến nữa. Lúc ấy bèn phát lệnh tiễn, lại thêm bốn tên vệ sĩ đắc lực sai họ nhất định phải bắt được đoàn khuê trương về. Lại nói đoàn khuê trương hôm mồng một Tết sau khi chia tay xử giật như trở về nhà, vợ y là Đậu Thị, chính là cháu cố của Đậu Kiến Đức, một trong, phản vương 18 lộ vào cuối đời tuy đậu kiến đức sau khi bị lý thế dân tập kích đánh bại hậu nhân vẫn ẩn náu trong trốn lục lâm làm nghề không vốn con trai cháu nội đều là kẻ cướp nổi tiếng trên giang hố có thể nói là một thế ra cường đạo nhưng đậu tuyến nương tuy võ nghệ cao cường lại không thích sống bằng nghề cướp bóc có lần nàng gặp đoàn khuê trương đôi bên tỷ võ bất phân thắng bại lại mến tài nhau sau cùng kết thành vợ chồng tuyến nương sau khi lấy chồng thoa gai quần vải tần tảo việc nhà giấu kín tài nghệ người trong thôn chỉ biết nàng là một phụ nữ lương thiện bình thường không biết nàng từng là một nữ tướng cướp danh chấn gừng hồ vì nàng từ nhỏ đã luyện tập võ công nên đù mới sinh nở xong thân thể vẫn khỏe mạnh đoàn khuê trương gặp vợ trước tiên nói chuyện kết thông ra với nhà họ sử đậu thị cũng rất vui mừng Đoàn Khuê Trương biết rõ vợ là một nữ hào kiệt, nguy hiểm tới mức nào cũng dám đương đầu, kế đến kể lại chuyện chạm trán với An Lộc Sơn và cái hẹn của y với sử giật như. Chỉ chờ qua rằm tháng riêng thì hai nhà sẽ cùng ra đi. Đậu Tiến Nương nói, hai nhà cùng đi đương nhiên là hay, nhưng cũng không thể không đề phòng An Lộc Sơn sẽ sai người tới bắt chàng trước rằm tháng riêng. Đoàn Khuê Trương nói, theo ý nàng thì nên làm sao? đậu tiến nương nói nếu lúc bình thời thì cho dù dưới trướng an lộc sơn cao thủ như mây cũng chưa chắc đã làm gì được chúng ta nhưng bây giờ thiếp vừa sinh xong võ công nhiều lắm chỉ còn ba phần lại thêm thằng bé này chỉ sợ lúc đại nạn xảy ra hai mẹ con thiếp lại trở thành gánh nặng cho chàng đoàn khuê trương nói sao lại nói thế chúng ta sống thì cùng sống chết thì cùng chết ta lại trách nàng sao đậu tiến nương mỉm cười nói ý thiếp không phải như vậy thiếp và chàng cùng chết cố nhiên không có gì đáng tiếc nhưng người lại không bảo toàn một chút gốc rễ của nhà ta sao cho nên theo thiếp thấy đoàn khuê trương nói vợ chồng chúng ta có chuyện gì mà không nói được theo ý nàng thì thế nào cứ việc nói ra đậu tiến nương nói thiếp nói thì người không được giận đấy theo như thiếp thấy chẳng bằng thiếp cứ đi trước chàng một bước đoàn khuê trương nói không chờ đại huynh đại tẩu nhà họ xử sao vậy vậy thì coi sao được đậu tuyến nương nói không phải bỏ rơi họ ý của thiếp là người ở lại đây đợi sau dằm tháng riêng đại tẩu nhà họ xử khỏe hẳn rồi thì người bảo vệ họ cùng tới nhà ta đoàn khuê trương hai mắt mở to kêu lên cái gì nàng muốn về nhà mẹ à đậu tuyến nương cười khẽ nói Tuy thiếp vừa sinh xong, có khi không địch nổi các cao thủ dưới trướng An Lộc Sơn, nhưng đối với bọn cướp vặt trên đường thì thiếp rất yên tâm. Vì thế chẳng bằng thiếp mang con tới chỗ huynh trưởng thiếp tạm thời ẩn náu. Người và đại huynh đại tẩu nhà họ xử cứ đi sau, như vậy há không phải là kế lưỡng toàn à, đoàn khuê trương không vui, nói. Nương tử, năm xưa nàng theo ta xuất giá, đã nói những gì? Đậu tuyến nương nói năm ấy chú bác huynh trưởng của thiếp bảo người nhập bọn, người tha chết không theo, thiếp cũng vì thế mà quyết ý xa lìa họ. Lúc ra cửa từng nói rằng nếu không phải họ rửa tay gác kiếm thì nhất định thiếp không quay về, nhất định không làm cường đạo nữa. Đoàn Khuê Trương nói, vậy bây giờ họ đã rửa tay gác kiếm chưa? Đậu Tiến Nương nói, bây giờ là lúc hoạn nạn. Đoàn Khuê Trương ngắt lời nói, chi khí của một người không nên vì gặp lúc hoạn nạn nguy hiểm mà thay đổi hơn nữa lúc chúng ta gặp nạn mới tới dựa vào họ cho dù họ không chế nhạo thì ta cũng chẳng còn mặt mũi nào đậu tuyến nương biết chống khí cốt cao ngạo chuyện nhỏ thì hòa hoãn nhưng gặp chuyện lớn có quan hệ tới việc xuất xử thì tính nết lại mười phần cố chấp biết không thể khuyên được y bên thở dài một tiếng nói nếu người đã không muốn thì thôi đi vậy đoàn khuê chương sợ vợ lo nghĩ lại an ủi An Lộc Sơn cầu kết với Dương Quý Phi, bây giờ đang hưởng lạc trong kinh, chưa chắc đã tới tìm ta làm khó. Mà cho dù muốn tới, cũng chưa chắc trong vài hôm nữa, cứ để ta nghĩ cách. Nàng tuy khỏe mạnh nhưng vừa sinh xong cũng không nên nghĩ ngợi nhiều, nàng cứ đi nghỉ sớm đi. Đoàn khuê trương nhà nghèo, không mời được bà đỡ chăm sóc sản phụ, đoàn khuê trương lo cho vợ đi nghỉ, kiểm lại bảo kiếm và ám khí trước đây đã dùng, ra ngoài sân mài kiếm cho sắc chép miệng nói. Kiếm ơi kiếm, ta đã bỏ mặc ngươi hơn 10 năm, hôm nay lại phải dùng tới ngươi rồi. Đang lúc tâm sự dâng trào, chợt nghe có tiếng răng rắc vang lên, âm thanh cực nhỏ, nhưng rơi vào tai bậc hành ra như đoàn khuê trương, lập tức biết ngay là có người cực kỳ cao minh dạ hành đoàn khuê trương nghĩ thầm hay đấy tới nhanh thật xem ra tối nay chị em mình phải đại khai sát giới rồi tối mùng một tháng riêng ở chân trời chỉ có mấy ngôi sao lập lè trong sân tối om đoàn khuê trương núp sau góc tường một tay cầm bảo kiếm tay kia thò vào túi ám khí đầu tiên lấy ra hai ngọn tam lăng thấu cốt tiêu tẩm độc ngẫm nghĩ một lúc lại cất trở vào trong túi rút ra hai quả thiết liên tử không tẩm độc Thiết liên từ vừa nắm trong tay, nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ nghe tiếng vạt áo sột soạt trong gió, hai cái bóng đen đã vọt qua tường, đoàn khuê trương đột ngột đứng phát lên, quát lớn một tiếng. Nằm xuống, y là thân phận võ học danh gia, tuy gặp phải kình địch, bị bức bách phải sử dụng ám khí, nhưng cũng không thể im lặng không lên tiếng ngấm ngầm tập kích nào ngờ hai quả thiết liên tử đánh ra lại như bùn rơi vào đáy biển không thấy dấu vết đâu nữa đã không đánh chúng địch nhân cũng không nghe tiếng rơi xuống đất đoàn khuê trương vừa sửng sốt y vốn đã đoán hai người kia hoàn toàn không phải là kẻ tầm thường nhưng không ngờ bản lĩnh của họ lại cao cường như thế chỉ nghe giọng một người già hô hô cười rộ nói dượng nó ám khí của ngươi càng lúc càng cao cường đấy đoàn khuê trương nói a té ra là tam ca Người già kia cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn nhớ được thân thích nhà này, xa cách hơn 10 năm mà sao ngay một lá thư cũng không gửi tới. Đậu Tuyến Nương có năm anh trai, người này xếp thứ ba, tên Đậu Lệnh Phù, đoàn Khuê Trương tuy không muốn dấn thân vào dòng nước đục với họ, nhưng vẫn có tình thân thích, lúc ấy bèn mời họ vào nhà tháp nến lên, chỉ thấy đậu lệnh phù trên người có vết máu, người kia là một thiếu niên 17-18 tuổi, mặc quần áo màu xám, từ tướng mạo mà nhìn thì rất giống một thiếu niên nhà quê. Đứng cạnh đậu lệnh phù không nói tiếng nào, thái độ đối với đoàn khuê trương rất lãnh đạm. Đoàn khuê trương rất bồn chồn, y nửa đêm tới đây, không biết là có chuyện gì. Xem ra trên áo y có vết máu, dường như bị ngoại thương một chút. Đậu lệnh phù nói, thằng nhỏ ngốc, không biết chút lễ phép nào, nhìn thấy bậc trưởng bối sao còn chưa chịu dập đầu. Thiếu niên kia đành phải dập đầu ba cái lại đoàn khuê trương, kêu một tiếng, dưỡng. Đoàn khuê trương đỡ y đứng dậy, nghĩ thầm. Lúc mình rời nhà họ, tam ca chỉ có một đứa con gái, thằng nhỏ này đường như sau đó mới sinh, theo lẽ không thể lớn thế này thiếu niên kia giật tay lại, không để y đỡ, bèn đứng lên, xòe bàn tay ra, một quả thiết liên tử từ kẽ tay y rơi xuống, lạnh lùng nói, dượng, quả thiết liên tử này trả lại cho người đây. Đoàn khuê trương giật nảy mình, nên biết mới rồi y ngờ là cao thủ của An Lộc Sơn phái tới bắt mình, tuy trước khi chưa hỏi rõ không dám sử dụng ám khí tẩm độc, nhưng lúc phóng hai quả thiết liên tử ra y cũng đã vận tới bảy thành công lực, dùng công phu ám khí đả huyệt mạnh, đậu lệnh phu tiếp được thì không đáng ngạc nhiên. Nhưng thiếu niên này chỉ 17-18 tuổi cũng có thể cứng cỏi tiếp được ám khí của y, chuyện đó không thể không khiến người ta kinh ngạc. Đậu lệnh phù hừ một tiếng, trách thiếu niên. Đúng là một đứa xuẩn tài, người cũng đã qua lại giang hồ hai năm, sao còn trẻ con như thế? thiếu niên ấy lui qua một bên nhìn đoàn khuê trương, chỉ nghe đậu lệnh phù nói tiếp. Sau này, trong đêm tối đừng cậy mình giỏi, dùng tay tiếp ám khí của đối phương nữa, may là thiết liên tử của dượng ngươi chưa tầm độc. Nếu không thì một chút công phu của ngươi làm sao phong bế được huyệt đạo, độc khí xâm nhập thì cho dù không chết, cánh tay ấy của ngươi cũng sẽ trở thành tàn phế. Kế lần trong tay áo ra một quả thiết liên tử đưa cho đoàn khuê trương, lại dạy dỗ thiếu niên bản lĩnh nghe tiếng ám khí ngươi đã học được rồi, về sau có gặp phải ám khí trong đêm tối ngươi từ tiếng ám khí rít gió có thể nghe biết được kinh lực của đối phương, tự mình đánh giá. Nếu có thể tiếp được thì cũng nên học cách dùng tay áo cuốn lấy như ta, nếu không thì cứ tránh cho mau. Thiếu niên ấy nói, tạ ơn tam thúc dạy bảo. Đoàn khuê trương nghĩ thầm. Lời dạy bảo này cũng chỉ đúng một nửa nếu người phát ám khí là cao thủ nội gia tuyệt đỉnh, thì căn bản không dễ mà nghe được kinh lực của đối phương. Y liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy thiếu niên kia ngón tay giữa tím đen, vội vàng rút thuốc trị thương ra, cười nói. Không trải qua một chuyện, không khôn thêm một chút, người trẻ tuổi bị thua thiệt cũng có chỗ hay, mà nói lại lúc chúng ta còn trẻ như y, chỉ e còn chưa có được bản lĩnh và kinh nghiệm như y đâu. Ngón tay của ngươi đau không? Buộc một chút thuốc vào sẽ đỡ ngay hai câu sau là nói với thiếu niên thiếu niên ấy lại đẩy tay đoàn khuê trương ra lạnh lùng nói không cần đâu cũng chưa bị dập xương chỉ hơi đau một chút nếu lại dùng thuốc thì còn gì là anh hùng hảo hán nữa đậu lệnh phù cười nói dượng không cần để ý tới y y muốn làm hảo hán thì cứ để y chịu đau một chút đoàn khuê trương nghĩ thầm tính nết của thằng nhỏ này cũng quật cường lắm chẳng lẽ vì thế mà kỳ lạ với mình thiếu niên kia đối với đoàn khuê trương tuy lạnh lùng nhưng đoàn khuê trương lại rất thích y đột nhiên có ý nghĩ chẳng lẽ thiếu niên nhà quê cứu người dưới phó ngựa sáng nay chính là y vừa định hỏi đậu lệnh phờ đã hỏi trước em gái ta đâu câu nói chưa dứt chỉ nghe tiếng đậu tiến nương cười khanh khách từ mái ngói nhảy xuống cười nói tam ca cơn gió nào thổi huynh tới đây thế nguyên là đậu tuyến nương sau khi nghe tiếng người dạ hành biết đoàn khuê trương ở ngoài sân địch nhân từ trước mặt tới đã có y cản trở đoán là y không bị gì vì thế bèn đi vòng ra phía sau nhìn một lúc nhìn xem còn có đồng bọn nào khác không vừa trở lại thì nghe câu nói của anh nàng đậu lệnh phù cười nói lục muội muội còn chưa quên một chút tài nghệ ấy của giới lục lâm chà sắc mặt của muội không tốt lắm có bị bệnh không Đậu tuyến nương cười không trả lời, đoàn khuê trương cười nói không phải bệnh, là tối 30 hôm qua vừa sinh được một thằng mập. Đậu lệnh phù nói, chúc mừng, chúc mừng, đáng tiếc là ông cậu ta không mang theo chút quà ra mắt nào. Thiếu niên kia bước tới ra mắt đậu tuyến nương, đậu tuyến nương nghe y gọi mình là cô cô, cũng hơi ngạc nhiên, vội hỏi, thằng cháu này, sao ta không nhận ra là ai? Đậu lệnh phù nói. Lục muội còn nhớ thiết trại chủ ở Yên Sơn không? Đậu Tiến nương nội, ủa, thì ra vị tiểu huynh đệ này là cháu nhà họ thiết. Có phải tên thiết ma lạc không? Ta nhớ ra dối, hôm ta và khuê trương thành thân, thiết trại chủ cũng từng đắt một đứa nhỏ tới uống rượu mừng. Đậu lệnh phù nói, thằng nhỏ ấy chính là y đấy. Đậu Tiến nương nói. Ờ, ngày tháng qua mau thật, bấm đốt tay tính lại đã hơn 10 năm rồi lúc ấy vị tiểu huynh đệ này còn nước mũi thỏ lò đùa giỡn với một đám trẻ con, chắc chỉ mới 7-8 tuổi thôi mà. Không ngờ bây giờ cao lớn thế này, trở thành một vị thiếu niên anh hùng rồi. Thiết trại chủ khỏe không? Thiếu niên kia tròng mắt đỏ lên, đậu lệnh phù nói. Sau khi các ngươi ra đi 2 năm thì Thiết trại chủ qua đời, đại ca nhận y làm nghĩa tử, năng lực nhận thức và nắm bắt của y trong chuyện học võ rất cao, hơn hẳn bọn trẻ nhà chúng ta. Nên lần này ta không dắt ai theo, mà dắt y đi. Ma Lạc ngươi muốn học công phu Mai Hoa châm thì sau này cứ thỉnh giáo cô cô ngươi nhiều hơn. Nguyên Thiết trại chủ ở Yên Sơn tên Thiết Côn Luân, là người hồ. Thời đường ở phương Bắc, người Hồ người Hán cư trú xen lẫn, lấy vợ gả chồng với nhau, sự phân biệt giữa người Hồ người Hán không nhiều như về sau. Vợ Thiết Côn Luân chính là con gái lão anh hùng phong lý thường ở Phạm Dương, có chút quan hệ thân thích với đậu gia. Thiết Côn Luân võ công cực cao, anh em họ đậu thân thiết với y, kết bạn sinh tử chi giao, nên sau khi bị kẻ thù ám hại Thiết Côn Luân bên gửi gắm con côi cho đậu gia đoàn khuê trương nghĩ thầm chẳng trách y còn trẻ mà đã thành tựu như thế té ra y là con trai thiết côn luân đậu tuyến nương hỏi tam ca trên má huynh dính máu là chuyện gì vậy có phải là dọc đường giết người không đậu lệnh phù hô hô cười rộ nói ta bình sinh giết người rất nhiều mà lần này suýt nữa bị người giết chết đậu tuyến nương giật nảy mình nói tam ca gặp phải cường địch nào thế ở nhà có chuyện gì nàng nghĩ nếu không xảy ra chuyện gì thì anh nàng quả không ngàn dặm xa xôi tìm tới đậu lệnh phù nói đêm nay ta tới đây là có hai chuyện muốn các ngươi giúp đỡ đoàn khuê trương nói xin cứ nói đậu lệnh phù nói chuyện thứ nhất là xin dượng cho thuốc giải thật xấu hổ ta lần đầu tiên thua trận bị thương Đoàn khuê trương bất giác sừng sốt, nghĩ thầm, y chẳng qua chỉ bị một chút ngoại thương, tại sao lại xin mình thuốc giải. Y nghĩ chưa dứt chợt nghe soạt một tiếng, đậu lệnh phủ sốt ruột không chờ được đã xé một mảnh vạt áo, chỗ tâm oa, vùng ngực hiện ra một đốm nhỏ màu đỏ, nói. Người là đại hành gia, có nhận ra được không? Đoàn thuê trương giật mình thất sắc, nói, đây là bạch mi châm. Tam ca kết oán với đường ra ở kiếm nam sao? Bạch mi châm là một loại ám khí cực độc vào cơ thể người ta xong có thể theo huyệt đạo đi lên tim, khiến người ta mất mạng mà hiện tại đốm đỏ trên tâm hoa của đậu lệnh phù cách tim chẳng quá năm tấc Quả thật rất nguy hiểm. Đúng là, giang hồ sông gió trùng trùng hiểm, hiệp khách làm sao ẩn núi hoang. Muốn biết chuyện sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Chương 4, ngàn dặm cầu người người không đến 10 năm lánh họa họa khôn trừ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Ngàn dặm cầu người người không đến 10 năm lánh họa họa khôn trừ đậu lệnh phù nói. Người đánh ta bị thương, ta còn chưa biết lai lịch nhưng có thể đoán được y quyết không phải là người của đường ra. Đậu tuyến nương hỏi, tam ca là bị người ta ám hại một cách ám muội phải không? Đậu lệnh phù nói, không phải là đôi bên chính diện giao đấu, tuy y dùng loại ám khí tẩm độc xấu xa này, ta cũng không thể nói gì được. Đậu tuyến nương nói, nói thế thì đúng là người của đường ra rồi. Nên biết đường ra ở kiếm nam tuy nổi tiếng về ám khí, nhưng nói tới bản lĩnh võ công thật sự thì vẫn chưa phải là đối thủ của anh em họ đậu võ công đạt tới mức như đậu lệnh phù thì trừ phi đối phương bất ngờ ám hại, nếu không thì chính diện giao đấu, cho dù ám khí cực kỳ tàn độc cũng quyết không thể làm y bị thương. Nhưng đoàn khuê trương vẫn còn chút nghi ngờ, người kia đã dùng bạch mi châm bắn trúng huyệt đạo của y thì cần gì dùng đao kiếm làm y bị thương. Và lại đây chỉ là bị thương nhẹ ngoài ra cũng không phải là do bậc cao thủ gây ra. Chẳng lẽ trước sau y bị thương tới hai lần à? chỉ vì trong giới lục lâm có rất nhiều điều kiêng kỵ chuyện thù oán không bao giờ chịu nói với người ngoài đoàn khuê trương đã không muốn dính dấp vào đó nên tuy nghi ngờ cũng không muốn hỏi nhiều lúc ấy bèn nói linh chi khử độc hoàn trong nhà ta tuy không đúng là thuốc giải nhưng công lực của tam ca thâm hậu uống vào một viên chắc có thể bình an vô sự nguyên là lúc tổ phụ của đoàn khuê trương Tây Trinh, lấy được một cây linh chi ngàn năm, chế thành dược hoàn, có thể giải được bách độc, nên đậu lệnh phù mới tìm tới y nhờ và. Đậu tuyến nương đi lấy linh chi khử độc hoàn cho anh, từ phòng ngủ bước ra, cười nói, thằng nhỏ rất ngoan, đang ngủ rất say, muội có thể ngồi với các huynh một lúc. Tam ca, chuyện thứ hai là gì? đậu lệnh phù sắc mặt trở nên nghiêm trang nhìn đậu tuyến nương nói lục muội không biết muội còn nghĩ tới tình nghĩa anh em không đậu tuyến nương nói tam can nặng lời quá cùng một mẹ sinh ra tình nghĩa anh em sao lại không nghĩ tới đậu lệnh phù nói nếu muội nghĩ tới tình nghĩa anh em thì mời vợ chồng muội cùng về nhà cứu mạng cho bọn ta đậu lệnh phù biết đoàn khuê trương xuất thân con nhà tướng, trí hạnh cao khiết, không chịu hòa mình vào đám lục lâm, nên tuy y muốn mời đoàn khuê trương nhưng lại không nói thẳng với đoàn khuê trương. Đậu lệnh phù nhìn em gái, đậu tuyến nương lại nhìn nhìn chồng, suốt hồi lâu mới nói, tam ca, huynh nói thử xem, là chuyện gì vậy? Đậu lệnh phù nói, gần đây người nhà Bình Dương Vương khiêu chiến với bọn ta, nói ra thật xấu hổ, mấy thằng anh vô dụng của muội đều thất trận. Gia thế nhà Bình Dương vốn giống như đậu gia, cũng là hậu duệ của một trong phản vương 18 lộ, sau khi vương Thế Xung bị Lý Thế Dân tiêu diệt, hậu nhân của y cũng trở thành thế gia cường đạo. Hai nhà vương đậu lại có thù oán nhiều đời, chuyện minh tranh ám đấu không đời nào không có vốn rất bình thường, nhưng đậu tiến nương nghe thấy như thế, lại vô cùng ngạc nhiên nguyên là nhà họ Vương đến hiện nay nhân tài đã thua xa nhà họ Đậu, năm anh em nhà họ Đậu người nào cũng võ nghệ cao cường, đệ tử con em có tới vài mươi người, đều là nhân vật nổi tiếng trong lục lâm. Còn nhà họ Vương chỉ một mạch đơn truyền, người đương ra tên Vương Bá Thông, võ công tuy cao cường nhưng so với Đậu ra ngũ hổ vẫn còn thua kém một chút. Cho dù đơn đả độc đấu thì anh em họ đậu bất kể là ai cũng không thua y, càng không cần nói tới chuyện liên thủ hợp công. Vương Bá Thông lại chỉ có một trai một gái, còn chưa trưởng thành, đệ tử dưới trướng cũng ít hơn nhà họ đậu, mấy lần đánh nhau đều là nhà họ đậu thắng. Về sau người nhà họ đậu đi tới đâu Vương Bá Thông cũng tránh xa, không dám tranh phong. Cho nên lần này đậu tuyến nương nghe nói năm anh trai đều thua trận thì vô cùng ngạc nhiên. Đậu lệnh phù nói lục muội có chỗ không biết, hiện nay hình thế trong hắc đạo đã khác hẳn, anh hùng liên tiếp xuất hiện, đám già bọn ta đều bị áp đảo. Đậu tuyến nương xuất giá tòng phu, đã sớm quyết tâm rời khỏi trốn lục lâm, nhưng đối với gia đình vẫn rất quan tâm, vội hỏi, vương bá thông mời nhân vật lợi hại nào tới chợ trận thế? Các anh ấy có bị thương không? Đậu lệnh phù nói, vương bá thông đúng là đã mời tới một nhân vật cực kỳ lợi hại, tên là Tinh Tinh Nhi. Đậu tuyến nương kinh ngạc nói, tinh tinh nhi à, ta còn chưa nghe thấy cái tên này. Đoàn khuê trương cười nói, chúng ta ở ẩn tại thôn này 10 năm, đúng là đã sắp biến thành người điếc rồi. Đậu lệnh phù nói, vài năm gần đây, trên giang hồ này sinh hai nhân vật lợi hại, tuổi đều còn trẻ, đều chẳng quá 20, nhưng thủ đoạn lại rất tàn độc. Tinh Tinh Nhi chính là một trong hai người ấy, người kia là không không nhi bọn ta chưa gặp qua, nghe nói bản lĩnh còn cao cường hơn Tinh Tinh Nhi rất nhiều, đó quả thật là rất kỳ diệu. Đậu Tuyến Nương mày liễu nhướng lên, nói: "Kỳ diệu như thế nào? Chẳng lẽ chỉ dựa vào một mình Tinh Tinh Nhi mà thắng được cả năm người các huynh à?" Đậu Lệnh Phu biết em gái bề ngoài thì mềm nhưng bên trong thì cứng, đang định nói khích lòng cùng căm thù của nàng, thở dài một tiếng nói: khỏi phải nói, lần này đậu ra thua một trận tan nát, ngay đại ca cũng bị thương, hai người em trai bị trúng bạch mi châm. Đại ca đậu lệnh khản là thủ lĩnh lục lâm vùng sóc bắc, võ công cao cường, đoàn khuê trương cũng rất khâm phục, lúc đầu y còn chưa để ý, bây giờ nghe nói đậu lệnh khản cũng bị thương, mới giật nảy mình đậu lệnh phù nói hôm ấy vương bá thông dắt một mình tinh tinh nhi tới tinh tinh nhi vừa gầy vừa nhỏ giống như một con khỉ bọn ta đều không coi y ra gì y lại muốn một mình đánh nhau với năm người bọn ta bọn ta đương nhiên không muốn làm mất tiếng tăm của mình trước tiên là nhị ca gia tiếp chiến không đầy vài chiêu Toàn thân đã bị kiếm quang của y chùm lên, tứ đệ, ngũ đệ nhìn thấy không xong đành sấn vào giúp đỡ, nhưng vẫn bị y ép lùi lại liên tiếp, sau cùng ta và đại ca cũng nhảy vào vòng chiến. Đại ca dùng cặp thiên tứ thần bài không sợ bảo kiếm của y đón đỡ phía trước, bốn anh em bọn ta bao vây hai bên, kịch chiến nửa giờ vây chặt lấy y, nào ngờ đúng lúc bọn ta đang chiếm thượng phong. Y liền lập tức phóng bạch mi châm ra, đoàn khuê trương nói, các huynh lấy đông đánh ít thì vốn không thể trách ngươi ta sử dụng ám khí tẩm độc. Đậu lệnh phù nói tiếp, nếu là người khác thì bạch mi châm chưa chắc đã làm được gì bọn ta. Nhưng đáng hận là tinh tinh nhi vô cùng rảo hoạt, một đường kiếm pháp quả đã tới chỗ xuất thần nhập hóa, mà lúc phóng bạch mi châm ra, kiếm pháp cũng hoàn toàn không trầm lại, liên tiếp bức bách bọn ta nếu bọn ta muốn tránh bạch mi chám, ắt phải bị thương dưới kiếm của y, hai cái hại phải chọn một, bọn ta chỉ còn cách liều mạng để độc châm phóng vào chỗ yếu hại, tử chiến với y. May là có song bài của đại ca đón đỡ, nhị ca ngũ đệ chưa bị thương, ta và tứ đệ tay chân đều chậm lại, chưa kịp liên thủ với đại ca, đều đã bị trúng một mũi bạch mi châm, ta bị thương trên tay tứ đệ bị thương ở bắp chân đại ca đón đỡ được ba chiêu sát thủ của y kết quả tuy giữ được tính mạng nhưng hai ngón tay trái lại bị bảo kiếm của y hốt đứt may là nhị ca và ngũ đệ còn chưa bị thương đúng lúc đôi bên đang liều mạng tử chiến ấy đều đánh trả lại một kiếm cũng làm cho y bị thương hai chỗ lúc ấy đôi bên mới ngừng tay đậu tuyến nương thở ra một hơi nói thế cũng còn may còn chưa tới mức thua một trận tan nát đậu lệnh phù nói tuy tinh tinh nhi bị thương, nhưng chỉ là ngoài ra thịt thương thế của ba người bọn ta, nói ra cũng kể như thua một trận tan nát. Đậu tuyến nương nói, thương thế của tư ca ra sao? Nàng biết đại ca bản lĩnh cao cường, chỉ bị chém đứt hai ngón tay, cũng không hề gì, tư ca công lực kém hơn, bị trúng, bạch mi châm mới khiến người ta lo lắng, nên đầu tiên hỏi về tư ca trước. Đậu lệnh phù nói, tứ đệ tuy công lực hơi kém, nhưng may là bị thương không phải chỗ yếu hại, bạch mi châm mà muốn lên tới tim, ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa. Đoàn khuê trương vừa tính ngày tháng thì đậu lệnh phù sau khi chúng bạch mi châm đến nay đã qua hơn 20 ngày, bạch mi châm vừa từ cánh tay theo huyệt đạo lên tới ngực y, bèn nghĩ thầm với công lực của y mà nói vốn đã thuộc loại ít có trong võ lâm, chứ người bình thường mà chúng bạch mi châm thì nhiều nhất cũng không sống thêm được quá ba ngày. Mà công lực của đại ca thì ít nhất còn cao gấp đôi y. Nhưng đậu ra ngũ hổ bọn họ liên thủ hợp công mà lại bị một mình tinh tinh nhi đánh bại, thì bản lĩnh của gã tinh tinh nhi này quả thật đủ để kinh thế hãi tục. Đậu lệnh phù trầm giọng nói lục muội muội là người nhà đậu ra muội nên biết nhà họ đậu chúng ta trước nay chưa từng nhờ vả người ngoài may mà các người cũng không phải người ngoài lần này ta tới cầu cứu cũng không gọi là phá lệ của nhà họ đậu đậu tuyến nương cảm thấy khó nghĩ ngần ngừ một lúc liếc nhìn chồng không dám trả lời ngay chỉ nghe đậu lệnh phù nói tiếp, hiện nay trên đời e chi có kiếm pháp của dượng là có thể đối địch với tinh tinh nhi, lục muội bản lĩnh của muội không phải là ta tán dương. Chứ trên giang hồ cũng ít có kẻ sánh được, nhất là công phu mai hoa châm thích huyệt, chỉ có muội là được chân truyền của cha, không ai bì được, ý của đại ca là muốn ta đưa các ngươi về nhà ngay đợi lúc tinh tinh nhi trở lại thì dượng sẽ tỉ kiếm với y muội ở bên cạnh đầu ám khí với y đánh như thế thì có thể nắm chắc phần thắng lục muội nhà họ đậu chúng ta chỉ còn dựa vào hai vợ chồng muội thôi đậu tuyến nương không dám tự ý đưa mắt nhìn chồng đoàn khuê trương đã sớm có mấy phần không quyết nói tam ca em gái huynh vừa sinh xong chỉ e có chỗ bất tiện đậu lệnh phù nói tinh tinh nhi cũng phải dưỡng thương xong mới dám trở lại, lục muội chỉ đứng cạnh dùng ám khí trợ trận, cũng không cần phải mất nhiều khí lực nhiều lắm là sau một tháng đã có thể ứng chiến rồi. Đậu tuyến nương nói, đoàn lang, ý huynh ra sao? Ý ở ngoài lời là nàng đã không thành vấn đề, chỉ chờ chồng nói một câu thôi. Đoàn khuê trương nói, trong nhà nàng có chuyện, nàng phải trở về thì ta không cản trở võ nghệ của ta đã gác bỏ nhiều năm, tinh tinh nhi lợi hại như thế, ta tự thấy không phải là đối thủ của y. Đậu lệnh phù chợt biến sắc trầm giọng nói. Đệ không muốn đi cứ thẳng thắng nói ra là được, đệ là anh hùng hiệp khách, không muốn nhận bọn ta là thân thích, đậu lệnh phù ta cũng không mặt dày năn nỉ đệ đâu. Đoàn khuê trương nói, tam ca, không phải như thế, đệ có một lời khuyên, còn nghe hay không là tùy huynh. Đậu lệnh phù nói, nói đi đoàn khuê trương nói đệ khuyên các huynh nên nhân lúc này rửa tay gác kiếm nghĩ chắc vương bá thông chẳng qua chỉ là tranh bá lục lâm với các huynh các huynh ẩn tích mai danh im hơi kín tiếng chẳng lẽ y và tinh tinh nhi lại tìm tới nữa sao đậu lệnh phù cười nhạt nói thật là lời vàng ngọc đệ không phải là người đậu ra nhưng đệ cưới con gái nhà đậu ra chắc cũng phải biết ra huấn nhà họ đậu là thà chết không chịu nhục hơn trăm năm nay chưa từng bị ai khinh rẻ vì tìm tới cửa, mà lại có đầu rụt cổ không dám ra. Cho dù có rửa tay gác kiếm, thì cũng phải trả mối thù này đã. Đoàn Khuê Trương nghĩ thầm. Nếu nói tới chuyện trả thù, thì món nợ máu các người thiếu thiên hạ cũng không ít đâu. Người trong lục lâm sống trên ngọn đao, thắng bại tử thương là điều không thể tránh khỏi, nếu lại thù oán báo phục, giết tinh tinh nhi, thì khó mà nói sẽ lại không có một tinh tinh nhi khác nhưng y thấy đậu lệnh phù đang giận dữ nói ra câu ấy không khác gì lửa đổ thêm dầu y vốn không khéo ăn nói đã định nói mà không tiện nói ra chỉ đành im lặng để đậu lệnh phù khỏi nổi trận lôi đình đậu tuyến nương vốn định khuyên chồng chỉ giúp anh em mình lần này nhưng nhìn thấy dáng vẻ của chồng như thế biết là có khuyên cũng vô dụng nên cũng không lên tiếng đậu lệnh phù phất tay áo một cái, giận hờn nói, cứ xem như là ta tới lầm cửa, tự mình gây ra chuyện mất mặt, xin cáo từ. Đậu tiến nương vội nói, tam ca, tam ca, hãy ngồi xuống đã, rồi từ từ bàn tính. Đoàn khuê trương nói, tam ca nhất định trả thù, người ta ai có trí của kẻ ấy, ta cũng không dám khuyên nữa, hai viên linh chi khử độc hoàn này huynh mang về cho tư ca vậy đậu lệnh phù đã phất tay áo đứng lên, lạnh lùng nói, không cần đâu. Cho dù có chữa được y cũng sẽ lại bị thương dưới kiếm của tinh tinh nhi nữa thôi. Đậu tiến nương nói, đêm đã khuya rồi, tam ca, huynh có muốn đi thì cũng hãy chờ đến sáng hãy đi. Thiếu niên cùng đi với đậu lệnh phù kia nãy giờ đứng cạnh cười nhạt im lặng không nói gì, lúc ấy đột nhiên lên tiếng. Nghỉ lại một đêm không hề gì, chỉ sợ bạn bè làm quan của dượng tới đây, nhìn thấy đại đạo lục lâm ở trong nhà của người thì có chỗ bất tiện. Tam thúc, chúng ta cứ lập tức lên đường là hay. Đoàn khuê trương sửng sốt, lập tức nhảy bật lên nói, ma lạc, người nói gì? Trong lòng lấy làm lạ, nghĩ thầm. Mình bình sinh chưa từng kết giao với bạn bè làm quan, chẳng lẽ là họ nói sử giật như sử đại ca cũng đã từ quan lâu rồi? huống hồ lần thứ nhất họ tới thôn này làm sao mà biết được thiết ma lạc tránh qua một bên cao giọng nói bạn bè người kết giao lại sợ ta nói ra à người không cho ta đi dường như muốn trói ta giao cho quan phủ lập công phải không không sai người cứu người dưới vó ngựa hôm nay chính là ta người xông vào an lộc sơn cũng là ta người còn đợi gì nữa đậu lệnh phù nói nghĩa phụ ngươi đã không dạy ngươi sao đạo khác nhau thì không mưu việc với nhau ngươi nói nhiều làm gì ngươi gây ra tai họa không hề gì nhưng bộ xương giả này của ta cũng phải liên lụy với ngươi phải chôn ở đây rồi câu ấy bề ngoài là mắng thiết ma lặc nhưng thật ra là để đối phó với đoàn khuê trương đậu tuyến nương sợ tới mức ngẩn ra kêu lên tam ca tam ca huynh nói gì thế tuy khuê trương không chịu giúp huynh đánh nhau với tinh tinh nhi nhưng huynh ấy cũng không trở mặt thành thù trói các người đem nộp quan đâu huynh coi huynh ấy là người thế nào đoàn khuê trương thân hình chớp lên đứng chặn giữa cửa lạnh lùng nói tam ca nói chuyện cho rõ ràng rồi hãy đi đậu lệnh phù lạnh lùng nói đệ nói hay lắm kẻ sĩ ai có trí của người ấy không thể miễn cưỡng đệ muốn tới tìm công danh phú quý dưới trướng an lộc sơn cũng không lạ gì đệ không nhìn nhận nhà họ đậu là thân thích nhưng mong đệ nghĩ tới một chút nghĩa khí giang hồ sau khi bọn ta đi rồi đệ hãy báo tin được không có điều nếu quả thật đệ muốn giữ bọn ta lại đây thì đậu lệnh phù ta tuy không phải là đối thủ của đệ cũng quyết không chịu bó tay chịu trói đâu đậu tuyến nương trách tam ca huynh định đi đâu huynh không biết an lộc sơn chính là kẻ thù của đoàn lang tối nay muội đã bàn cách tránh họa với huynh ấy chuẩn bị đào tàu đấy đoàn khuê trương đã bình tĩnh lại nói tam ca ở đây nhất định có chuyện hiểu lầm gì đó huynh nói xem tại sao huynh cho rằng đệ muốn tìm công danh phú quý dưới trướng an lộc sơn đậu lệnh phù vừa nghe hai vợ chồng họ nói thế giống như không phải giả tạo trong lòng cũng ngờ vực không hiểu được bên nói thủ hạ của an lộc sơn có hai viên tướng đắc lực một người là điền thừa tự một người là tiết tung hai người ấy với đệ có giao tình thế nào đoàn khuê trương nói đệ đã nghe tới tên họ trước đây vì cái hẹn ở thanh hà câu khe thanh hà tiết tung từng hẹn tỉ kiếm với đệ về sau do đồ đệ của cù nhiệm khách ra mặt hóa giải chuyện ấy nên không có đánh nhau từ đó đến nay đệ vẫn chưa từng gặp mặt y đậu lệnh phù kinh ngạc nói đệ nói thật à vậy thì lạ thật đoàn khuê trương nói huynh không tin đệ cũng phải tin em gái huynh huynh cứ hỏi muội ấy lúc bình sinh đệ đã từng nói qua chuyện ấy chưa Đậu tiến nương nói, hai người ấy quả thật không hề có quan hệ gì với bọn ta, tam ca, tại sao huynh lại coi hai người ấy và khuê trương là một bọn? Đậu lệnh phù nói, ở đầu thôn này có một nhà, trước cổng có ba cây hòe, chủ nhà là một thư sinh mặt trắng không có dâu, khoảng trên dưới 40 tuổi, chẳng lẽ người ấy cũng không hề có quan hệ với ngươi? Đoàn khuê trương nói, người ấy là bạn thân của đệ tên sử giật như. Không sai, người họ sử ấy từng làm quan, nhưng hơn 10 năm trước vì đàn hạc gian tướng Lý Lâm Phủ nên đã bị bãi quan rồi. Hô hô, huynh nói đệ kết giao với bạn bè làm quan là nói y chứ gì? Người ấy có đạo có lòng, cao thượng ngay thẳng tuy từng làm quan, nhưng cũng là người trong bọn hiệp nghĩa đấy. Đậu lệnh phù nói, y từng làm quan, đệ có biết quan hệ giữa y và An Lộc Sơn ra sao không? Đoàn Khuê Trương nói sử đại ca chơi thân với đệ 10 năm, đệ vốn biết y cam hận An Lộc Sơn thì việc y có quan hệ gì với An Lộc Sơn thì không đời nào có. Đậu tuyến nương chen vào. Có một chuyện vừa khéo huynh còn chưa biết, tối hôm trước sử đại tàu cũng sinh được một con gái, bọn ta và họ đã kết thông ra. Nói ra thì họ sử cũng là thân thích của huynh đấy. Đậu lệnh phù vuốt vuốt dâu, trầm ngâm một lúc, nói, như thế thì ta càng lúc càng hồ đồ được rồi ta cứ nói mọi chuyện từ đầu đã mấy hôm trước có một người bạn nói từng nhìn thấy đệ vội vã đi ngang qua trường an vì thế ta đoán chắc là đệ cư trú gần trường an liền cùng thiết ma lặc tới tìm các ngươi ba hôm trước trong đường sơn đạo phượng tường lại gặp tám tên cao thủ dưới trướng an lộc sơn ác đấu một trận đậu tuyến nương hỏi huynh cũng có thù với an lộc sơn à đậu lệnh phù cười nói muội rời khỏi lục lâm không đầy 10 năm mà ngay chuyện đó cũng không hiểu. Đậu ra chúng ta chính là cường đạo trong khu vực thuộc quyền An Lộc Sơn Quản Hạt chịu nghe y chiêu an hay đối đầu với y, không phải chuyện đơn giản đâu. Đậu tiến nương cười nói, chuyện đó muội biết, có điều lúc muội rời nhà, An Lộc Sơn còn chưa làm tiết độ sứ. Muội vẫn chưa biết đậu ra chúng ta thuộc quyền y quản hạt. Đậu lệnh phù nói bọn ta không những không chịu nghe y chiêu an lúc y kiêm thêm chức tiết độ sứ phạm dương tứ đệ còn dở trò đùa cợt y cướp mất một chiếc áo cừu quý báu mà dương quý phi gửi cho y vì thế y đã sớm muốn bắt bọn ta rồi vương bá thông và điền thừa tự dưới trướng an lộc sơn trước đó là bạn tốt trong hắc đạo sau khi điền thừa tự theo an lộc sơn vương bá thông vẫn ngấm ngầm đi lại với y cho nên theo chỗ ta đoán, lần này bọn ta bị thủ hạ của An Lộc Sơn vây đánh ở Sơn Đạo Phượng Tường có quá nửa là do thằng đầy tớ vương bá thông báo tin. Đoàn Khuê Trương nghĩ thầm. Trong lục lâm cũng có chia cao thấp, ông anh vợ này của mình lại không chịu dấn thân vào dòng nước đục ngấm ngầm thông đồng với quan phủ, rốt lại cũng còn hon vương bá thông một bậc. Đậu lệnh phù nói tiếp tám tên vs của an lộc sơn tuy không thuộc hạng là cao thủ bậc nhất nhưng võ công cũng rất cao cường trong đó có một người tên trương trung trí trước đó cũng là người trong hắc đạo sử dụng một cặp hổ đầu câu là lợi hại nhất vết thương trên vai ta là bị hổ đầu câu của y móc rách đấy thiết ma là cười nói Tam thúc, người vẫn thích nói địch nhân lợi hại hơn một chút, đó là lão nhân ra cố ý để lộ chỗ sơ hở, chứ nếu không thì họ trương kia làm sao tới gần người được. Đậu lệnh phù nghiêm trang nói, ma lạc, người trẻ tuổi như ngươi rất dễ, có tật khinh địch, tật xấu ấy mà không sửa thì tương lai nhất định sẽ gặp rủi ro nên biết lời giáo huấn trong chốn lục lâm là lúc giáp mặt với địch thì thủ thắng là tốt nhất càng mau càng tốt để tránh xảy ra chuyện bất ngờ cho dù là sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức. Huống chi chúng ta không phải là sư tử mà đối phương càng không phải là thỏ. Từ tình hình hôm ấy mà nói, ta đã bị chúng bạch mi châm cục diện đối phương hợp phây đã hình thành, nhìn thấy rất rõ. Bọn ta không muốn rằng dai với họ nếu không phải ta cố ý để lộ chỗ sơ hở dụ cho Trương Trung Trí mắc câu, chỉ e còn chưa chắc đã dễ dàng thoát được khỏi vòng vây. Chứ cứ cắm đầu liều mạng đánh bừa như ngươi, quả thật rất nguy hiểm. Giáo huấn tiết ma lạc xong, đậu lệnh phù quay lại nói. Ta căm hận trương trung trí là ăn cướp giết ăn cướp, đồng loại tương tàn, nên dụ y tới gần, lập tức thi triển tuyệt kỹ tích lịch trưởng, một trưởng đánh gãy xương sườn y y cũng nhân chỗ sơ hở của ta lại đánh chúng ta một câu, xem ra cũng là một đối thủ dữ dàn. Đậu tuyến nương nói, trong tám tên vệ sĩ ấy, không có điền thừa tự và tiết tung à, đậu lệnh phù nói. Điền tiết hai người là thân phận đại tướng, đương nhiên không có trong đó. Cũng có thể họ cho rằng tám người kia đối phó với một già một trẻ bọn ta cũng đủ rồi. Y cười một tiếng, lại nói tiếp may mà họ không nhận ra được ta chứ nếu hai vị tướng quân điền tiết đích thân ra tay thì ta nguyên khí chưa khôi phục chắc chắn không phải là đối thủ của họ chỉ sợ tối nay đã không thể gặp mặt muội rồi đậu tuyến nương hơi kinh ngạc nói tam ca mới rồi huynh nói đậu lệnh phù đã hiểu ý lập tức nói tiếp muội không biết tại sao mới rồi ta không nhắc tới hai người ấy trước chứ gì hôm ấy ta không có duyên được gặp gỡ hai vị tướng quân nhưng tối hôm nay lại nhìn thấy rồi đoàn khuê trương không khỏi giật nảy mình vội hỏi tối hôm nay à huynh nhìn thấy họ ở đâu đậu lệnh phù nói chính trong thôn này chưa quá một giờ đậu tiến nương nói chuyện là thế nào đậu lệnh phù nói muội đừng gấp cứ nghe ta kể tiếp đã đậu lệnh phù nói tiếp ra khỏi sơn đạo phượng tường, vừa khéo là ngày mồng một Tết, ta tới thôn các ngươi, gặp phải cả đoàn người ngựa của An Lộc Sơn đang vội vàng lên trường An để chúc Tết quý phi nương nương của y. Lão già ta là con chim phải tên sợ cành cây cong, không dám gây thêm chuyện khác, vội tránh vào sơn cốc ẩn núp. Thằng tiểu tử này lại là con nghé mới sinh không kinh gì cọp lại ra khỏi sơn cốc xem cảnh nhộn nhịp. Thiết ma lạc nói tiếp vừa khéo lúc tiểu diệt ra xem, liếc thấy dượng, dượng kéo cổ áo ra dê chùm đầu, chân không rời đất bước chậm rãi nhưng đi rất mau, vừa nhìn thấy là biết ngay người có võ công thượng thẳng. Đoàn khuê trương trong lòng e sợ nghĩ thầm, thằng nhô nãy nhãn quan lợi hại thật. Hỏng bét, mình nhất thời nôn nóng, bước mau hai bước, kết quả là bị nhìn ra. Y có thể nhìn ra mình có võ công thượng thẳng thì bọn cao thủ dưới trướng An Lộc Sơn lẽ nào lại không nhận ra chỉ nghe thiết ma lạc nói tiếp. Về sau lại xảy ra chuyện bọn vệ sĩ của An Lộc Sơn phóng ngựa xéo lên đám trẻ con, tiểu diệt nhịn không được nên cứu mấy đứa trẻ ấy. Đậu lệnh phù cười nói, may mà họ vội đi, không có thời gian để bắt ngươi. Có điều cũng may là ngươi nhìn ra võ công của dượng ngươi, nếu không ta còn chưa biết các ngươi cư trú trong thôn này đâu đậu lệnh phù ngừng lại một lúc rồi nói tiếp ma lạc vừa nói ta đã đoán ra ngay là đệ ma lạc thấy đệ bước vào một căn nhà ở đậu thôn ta lại cho rằng đó là nhà của đệ đoàn khuê trương nói rồi các người tới nhà họ sử phải không đậu lệnh phù nói không sai bọn ta đang chờ ở cổng nhà họ sử thì nhìn thấy điền thừa tự và tiết tung đoàn khuê trương buột miệng kêu lên các người có vào xem không xử đại ca của ta không biết ra sao rồi. Đậu lệnh phù nói, ta còn nhìn thấy một thư sinh mặt trắng không có dâu khoảng 40 tuổi đi cùng với họ, trò chuyện rất vui vẻ, trong tình hình như thế, ta làm sao dám bước vào. Đoàn khuê trương vô cùng hoảng sợ vội hỏi, huynh có nghe họ nói chuyện gì với nhau không? Đậu bệnh phù nói ta và thiết ma lặc núp trên cây tùng lúc ấy họ đang nhảy lên ngựa ta chỉ nghe tiết tung nói đại soái nhất định sẽ cho ngươi làm quan về sau lại thấp thoáng nghe họ nói hai lần đoàn tiên sinh họ đã phóng ngựa đi không còn nghe được gì nữa tựa hồ họ rất kính trọng vị đoàn tiên sinh kia đoàn khuê trương nói chẳng trách gì huynh lại cho rằng hai thằng đầy tờ ấy là bằng hữu của đệ thế về sau thế nào đậu lệnh phù nói còn thế nào nữa vị sử đại ca kia của đệ đi với họ rồi ta cũng biết đó không phải là nhà của đệ lúc ấy bèn tới từng nhà trong thôn nhìn trộm kể cũng may mắn cuối cùng đã tới chỗ các ngươi y ngừng lại một lúc lạnh lùng nói nếu không phải ta còn cho rằng đệ có vài phần thân thích thì ta cũng không dám tới gặp đệ đâu được rồi ta đã nói hết những chuyện ta nghe thấy rồi có cho ta đi hay không là do đệ thôi nếu đệ muốn bắt ta nộp cho an lộc sơn làm cái lễ ra mắt thì cứ động thủ đi hai chữ động thủ vừa từ miệng đậu lệnh phù buông ra chợt nghe đoàn khuê trương quát lớn một tiếng như một mũi tên vọt ra cửa đậu lệnh phù giật mình hoảng sợ kêu lên người ngươi quả thật y chỉ cho rằng đoàn khuê trương quả thật muốn đi tố cáo gây ra chuyện bất lợi cho y trong lúc nóng này không kịp suy nghĩ cũng vội vàng lao ra khỏi nhà câu ấy của y chưa nói xong bước chân vừa bước qua bậc cửa vạt áo đã bị đậu tuyến nương giữ lại chỉ nghe đậu tuyến nương kêu lớn tam ca huynh hồ đồ quá đậu lệnh phù nói cái gì đậu tuyến nương nói nếu huynh ấy muốn gây ra chuyện bất lợi cho huynh sao không đích thân động thủ lẽ nào lại có chuyện bây giờ còn đi gọi người tới giúp chẳng lẽ huynh ấy không đoán là các người sẽ lập tức đào tàu sao đậu lệnh phù kinh nghiệm giang hồ phong phú hơn em gái nhiều lời đậu tuyến nương lại cùng có lý y đương nhiên cũng nghĩ tới chỉ vì nhất thời hoảng sợ nên mới thất thố bây giờ nghĩ lại quả nhiên là mình hồ đồ vội dừng bước lại quay đầu nhìn qua chỉ thấy thiết ma lạc đang tuốt một thanh đoàn kiếm sắc bén sáng lóa nhắm vào giữa người của đậu tiến nương nguyên là y cho rằng đậu tuyến nương không kể tới tình anh em, muốn giữ tam thúc của y lại, nên chuẩn bị đến lúc cần sẽ liều mạng với đậu tuyến nương. Đậu lệnh phù quát ma lạc dừng tay. Lục muội muội nói đi. Tính mạng tam ca của muội giao hết cho muội đấy. Đậu tuyến nương cười nói, tam ca, không cần hấp tấp, nghe muội nói rõ đã. Nàng khêu bức đèn lên kể lại chuyện chồng mình kết oán với An Lộc Sơn, quan hệ giữa hai nhà đoàn xử, việc hai nhà hẹn nhau đi lánh nạn. Tường tận kể rõ đầu đuôi với đậu lệnh phù. Đậu lệnh phù và thiết ma lạc lúc ấy mới hiểu rõ, chỉ nghe thấy gà gáy ngoài cửa, đã đến canh năm, đứa trẻ sơ sinh trong phòng cũng đã oa oa khóc lớn, câu chuyện của đậu tuyến nương cũng vừa kể xong cười nói con muội đòi bú rồi thằng nhỏ này ngoan thật ngủ một mạch đến sáng nó cũng phải ra gặp cậu nó chứ đậu tuyến nương cho con bú xong bế đứa bé bước ra đậu lệnh phù nói thằng nhỏ này cốt cách thanh kỳ là một nhân tài học võ đây đứa nhỏ vừa ra không khí căng thẳng đã giảm đi rất nhiều nhưng trong lòng người nào cũng còn nơm nớp không yên chợt nghe một tiếng hú dài, đoàn khuê trương cao giọng ngâm nga, bảo kiếm muốn rời vỏ, chém chết kẻ gian tà, há vì thù oán nhỏ, nửa đêm đâm người ta, cho dù thân gãy nát, cũng chẳng mềm lòng mà. Búng vào kiếm vang thành tiếng như rồng ngâm sải chân bước lên bậc thềm. Lúc ấy ánh mặt trời đã bắt đầu hiện ra, chỉ thấy y tức giận trợn ngược lông mày, hai mắt đổ lửa, đậu tuyến nương trước nay chưa thấy chồng có dáng vẻ như thế, hoảng sợ ngẩn ra, nàng còn chưa lên tiếng thiết ma lạc đã đột nhiên sấn tới một bước nói ta trách lầm dượng rồi rồi đùng 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 ba tiếng dập đầu lại đoàn khuê trương đoàn khuê trương đỡ thiết ma lạc đứng dậy ngẩng đầu cười nói được ngươi thương ghét phân minh không hổ là kẻ có bản sắc anh hùng đậu lệnh phù cũng bước tới tạ lỗi đoàn khuê trương nghiêng người tránh qua một bên trầm giọng nói lúc này còn khách sáo làm gì nữa tam ca, để có một chuyện, chăm nhờ cậy huynh. Đậu lệnh phù cười nói, người với ta là thân thích, cần gì phải nói thế, người vừa bảo không cần khách sáo, mà người đã khách sáo trước rồi. Y thấy dáng vẻ đoàn khuê trương như thế, biết ngay nhất định đã có chuyện vô cùng nghiêm trọng, vì thế cố ý bật tiếng cười ha hả để làm dám đi sự căng thẳng của mọi người đoàn khuê trương chỉ con trai nói tam ca xin người chiếu cố cho hai mẹ con họ trời vừa sáng là đưa họ đi ngay tuyến nương nàng cố nuôi con cho tốt lúc nó trưởng thành thì đem kiếm phổ của ta ra dạy lại cho nó đậu tuyến nương vốn muốn đưa con về nhà mẹ lánh nạn nên tranh luận với chồng không ngờ chồng lại đột nhiên ưng thuận nàng linh cảm thấy có chuyện không hay bàn tay run lên không dám nhận kiếm phổ đoàn khuê trương thở dài một tiếng, nói, cầm lấy đi, sau này có thể ta và nàng không gặp lại nhau nữa đâu. Đậu tuyến nương nói, khuê lang, chàng định đi đâu? Thật ra nàng đã đoán được bảy tám phần rồi. Đoàn khuê trương nói, ta đi tìm sử đại ca. Đậu tuyến nương nói, chàng tới sử ra nhìn qua rồi à, rốt lại thế nào? Sứ đại tẩu và con gái chị ấy ra sao rồi? đoàn khuê trương nói đều bị bọn thủ hạ của an lộc sơn bắt đi rồi đậu tuyến nương thốt lên thật à quả là chuyện không ngờ tới được đoàn khuê trương nói chẳng lạ đâu hôm qua ta nhất thời sơ ý tránh vào nhà họ sử an lộc sơn đương nhiên tưởng sử đại ca là ta đậu tiến nương nói sử đại ca là một tiến sĩ sao y không nhận ra được đậu lệnh phù nói tiếp, ta nghe điền thừa tự nói cho y làm quan, dượng nó, ta thấy, lòng người khó giỏ, ngươi. Đoàn khuê trương mày kiếm dựng lên, lập tức ngắt lời y. Tuyến nương, người khác không biết sử đại ca là người thế nào, nhưng chẳng lẽ nàng cũng không biết sao? Y là vì bảo toàn cho ta, nên cố ý giả mạo nhận tên ta đi rồi ta tới xử ra trong nhà không có cả một cái bóng ta ngửi thấy mùi mê hương trong phòng ngủ còn sót lại tìm thấy trong thư phòng một lá thư của sử đại ca viết nàng cầm lấy mà xem nàng thấy đấy sử đại ca khổ tâm thế nào y vì muốn bày chuyện qua mặt bọn điền thừa tự nên cố ý trò chuyện lấy lệ với y một hồi chẳng lẽ nàng cũng tin huynh ấy muốn làm quan với an lộc sơn sao nàng thấy đấy tại sao sử đại ca gửi thư cho họ trong di thư bảo vợ con y tìm tới nhờ thân thích chiếu cố lúc y viết lá thư này không tiện nói rõ chứ người trí thân trí thích của y không phải chúng ta thì là ai tuyến nương sự tình như thế nàng còn chưa hiểu rõ sao đậu tuyến nương là con nhà thế gia lục lâm đương nhiên hiểu rõ thủ đoạn trong hắc đạo căm hờn nói hai gã điền tiết này trước kia cũng đã là nhân vật thành danh trong giang hồ mà hành vi lại hèn hạ như thế cả đàn bà trẻ con cũng không buông tha đoàn khuê trương nói đúng thế cả nhà sử đại ca đều bị liên lụy vì ta nàng nói xem nàng có thể đứng ra ngoài chuyện này không đậu tuyến nương lòng như dao cắt nàng biết rõ dưới trướng an lộc sơn cao thủ như mây chồng mình tới đó nhất định giữ nhiều lành ít nhưng chuyện tã tới nước này làm sao nàng có thể cản trở và lại nàng cũng là một người đàn bà có khí khái anh bùng hiểu rõ nghĩa lớn, gặp phải trường hợp này nếu đổi lại là nàng, nàng cũng phải xả thân vì nghĩa như chồng mà thôi. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, im lặng không nói gì. Qua một lúc, đậu tuyến nương mới run run đưa tay đón lấy kiếm phổ mà đoàn khuê trương đưa, hạ giọng nói, đoàn lang, thiếp đi đây. Chỉ mong người tốt có trời giúp, chàng và sử đại ca, sử đại tẩu đều được bình an trở về chỉ tiếc là thiếp vừa sinh xong không thể đi cùng với chàng đoàn khuê trương mỉm cười nói nếu nàng nuôi cho con khô lớn thì còn khó khăn hơn cùng liều mạng với ta nhiều ta không thể chia sẻ sự vất vả với nàng chỉ còn cách xin tam ca chiếu cố cho nàng y cố gắng giữ giọng bình thản nhưng trong nụ cười vẫn không giấu được nét u buồn đậu lệnh phù cười nói khuê trương với võ công của đệ, chưa chắc đã không thể trở về đâu, bọn ta còn phải chờ đệ tới đối phó với tinh tinh nhi đấy. Thật ra y nói câu ấy chẳng qua là để an ủi em gái mà thôi. Cho dù đoàn khuê trương võ công cao cường hơn nhưng sông vào nơi đầm rồng hang cọp thì song quyền khó địch bốn tay, muốn yên lành trở về đã là cực kỳ khó khăn, huống chi còn muốn cứu người. Gà đã gáy ba lần, đoàn khuê trương nói, được rồi, chúng ta cùng đi thôi ta đi với các người một đoạn, tới đầu thôn sẽ chia tay. Tối hôm mồng một, mọi người đều thức rất khuya, trên đường còn chưa có người, nhà họ xử ở đầu thôn, lúc đi ngang qua sử ra, đoàn khuê trương chợt dừng chân, nói, cho ta nhìn con một lúc. Y hôn lên chán con một cái, trầm giọng nói, nếu nhỡ ta không thể trở về, thì sử đại ca cũng không thể trở về. Sau khi con trưởng thành, nàng phải bảo nó nghe ngóng tung tích sử tiểu thự. Hy vọng con bé còn sống trên đời. Nếu hoàn toàn không có tin tức gì, cũng phải chờ đến lúc sau 30 tuổi mới được cưới vợ. Chiếc bảo thoa này, nàng nên cất kỹ, làm vật làm tin về sau. Đậu Tuyến nương ứa nước mắt nói, thiếp sẽ dặn lại nó, chàng cứ yên tâm. Đoàn Khuê Trương nói, kết duyên 10 năm đã làm nàng vất vả rất nhiều, xin nhận của ta một lại. Đậu Tiến Nương nói thiếp có được một phu quân anh hùng thế này bất kể sau này ra sao cũng suốt đời không hối tiếc. Xin chàng cũng nhận của thiếp một lại. Đôi bên lại nhau xong, đoàn khuê trương lập tức rời đi. Y sợ nhìn thấy vợ khóc, không hề ngoái đầu lại, lập tức lên đường. Chợt nghe thiết ma lạc cao giọng gọi, dượng, khoan đã. Đoàn khuê trương nói, ngươi có chuyện gì? Thiết ma lạc nói, tiểu diệt theo người tới trường an. Đoàn Khuê Trương nói, ngươi theo ta làm gì? Thiết Ma Lạc nói, muốn tới Trường An để mở rộng tầm mắt. Đoàn Khuê Trương cười nói, ngươi biết ta tới Trường An làm gì không? Đây không phải là chuyện đùa đâu. Thiết Ma Lạc nói, tiểu diệt biết người định tới Phủ An Lộc Sơn cứu vị nghĩa sĩ họ sử kia. Cô cô vừa sinh xong, tam thúc thì độc thương chưa hồi phục hoàn toàn, lại phải trở về để đối phó với người nhà vương gia đều không thể đi cùng với người. Tiểu diệt lại đang rảnh rỗi, có thể làm bạn với người. Đoàn khuê trương nghiêm trang nói, chuyện này có quan hệ tới tính mạng, ngươi có biết không? Ta không thể cho ngươi theo được. Thiết ma lạc cũng nghiêm trang nói, dượng, người cũng không khỏi có chỗ coi thường tiểu diệt quá đấy, chỉ coi một mình người là anh hùng hảo hán thôi à. Bất kể người có muốn hay không, tiểu diệt cũng nhất định đi theo đoàn khuê trương rất cảm động, nói, được, người có trí như thế thì ta mang ngươi cùng đi. Tới trường An rồi, ngươi phải nghe lời ta đấy. Thiết ma lạc nói, chuyện đó đương nhiên. Đậu lệnh phù vốn không muốn rời thiết ma lạc, nhưng y biết gã thiếu niên này tính nết rất cương cường, nói một thì không nói hai, và lại y nghĩ tới lần này mình tới đây nhờ vả bây giờ đoàn khuê trương có việc mà mình không thể giúp đỡ để thiết ma lạc đi cũng vừa khéo để đến đáp tình nghĩa bên nói thằng nhỏ này công phu cũng khá ít nhất cũng có thể làm người báo tin đệ cứ đưa nó đi cho nó rèn luyện thêm cũng tốt đoàn khuê trương nói tam ca yên tâm dù sao đệ cũng không thể để thằng nhỏ này mất mạng vì đệ được tới trường an rồi đệ sẽ có cách thu xếp nếu may mắn giữ được tính mạng cứu được sử đại ca trở về đệ sẽ tới u châu thăm các người tiện dịp so tài cao thấp với tinh tinh nhi một phen y đã quyết định trong lòng phải đem tâm pháp võ công của mình truyền lại cho thiết ma lạc chứ tuyệt đối không để thiết ma lạc phải mạo hiểm xông vào phủ an lộc sơn thiết ma lạc rất thông minh đã sớm hiểu được ý tứ của hai người nghĩ thầm trong lòng tới trường an rồi ta cũng có cách người muốn bỏ rơi ta cũng chưa chắc đã làm được đậu lệnh phù vô cùng vui vẻ, tuy đoàn khuê trương đi chuyến này giữ nhiều lành ít, nhưng rốt lại cũng không phải hoàn toàn tuyệt vọng. Bây giờ y đã đáp ứng sau khi xong việc sẽ tới đối phó với tinh tinh nhi, vậy chỉ cần y vô sự trở về thì trong cuộc tranh chấp giữa hai nhà đậu vương, nhất định đậu ra nắm chắc phần thắng. Đậu tuyến nương nghe thiết ma lạc cùng đi, trong lòng hơi nhẹ nhõm, nói đoàn lang, lần này chàng đi nên tùy tình hình mà hành sự nếu gặp lúc nguy cấp không thể ra tay cũng đừng nên miễn cưỡng mà làm muốn có người giúp đỡ cứ bảo thiết ma lặc đem thư về đoàn khuê trương nói ta biết rồi nương tử nàng cũng nên cố bảo trọng nhớ kỹ lời ta nuôi dạy con cho tốt y sợ rơi nước mất không dám quay đầu mang theo thiết ma lắc đi thẳng về phía trường an Trường An cách nhà y không đến 60 dặm, ngay trong hôm ấy đã tới. Chính là, hiệp khí trong lòng chưa để mất, bỏ nhà làm khách trốn Trường An. Muốn biết chuyện sau thế nào xin nghe hạ hối phân giải. Trường Nam, cười nhạo kinh kha không hảo hán ngợi khen Nam bát đúng Nam nhi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, cười nhạo kinh kha không hảo hán ngợi khen Nam bát đúng Nam nhi ba ngày sau có hai người khách lạ ghé vào một tửu lâu cạnh cửa minh phong thành trường an cửa minh phong là một cửa lớn ở hoàng cung thời đường tòa tửu lâu này tọa lạc cạnh hoàng cung khách tới đây đều là những nhân vật không tầm thường trong đó có một số quan văn võ đi chầu buổi sáng trở về vì nhà ở xa không về kịp nên ghé vào đó dùng cơm trưa cũng có một số là túc vệ sau khi xong phiên trực cùng bạn bè tới đây uống rượu cho nên các tử lâu khác buổi chiều mới đông đúc, nhưng tử lâu này thì buổi trưa lại là lúc làm ăn tốt nhất, mà trong số khách khứa, 10 người thì đến 8-9 người là khách quen. Nhưng hai người khách tới hôm nay lại là lần đầu bước vào tử lâu này, trong tử lâu không ai nhận ra. Hai người này, một người khoảng ngoài 40 tuổi, khi Vũ Hiên ngang, mặc áo cừu đeo kiếm báu, tựa hồ là một hiệp khách, người đi cùng với y là một thiếu niên khoảng 17-18 tuổi. Ăn mặc cũng giống một con em nhà giàu có, nhưng hai mắt sáng quắc tinh quang rực rực, khiến người ta vừa nhìn thấy đã biết y là một thiếu niên tinh minh có tài. Bọn khố gấm dựa vào di ấm của tổ tiên không thể sánh được. Khách trên Tửu lâu tuy cảm thấy hai người khách lạ này có điểm đặc biệt, nhưng Tửu lâu này rất nổi tiếng ở Trường An, thỉnh thoảng cũng có hiệp khách ở ngoài tới hoặc những kẻ tới đây để chạy trọt làm quan nên mọi người tuy cảm thấy hơi đặc biệt nhưng cũng không để ý hai người này chính là đoàn khuê trương và thiết ma lạc nguyên là đoàn khuê trương sau khi tới trường an bèn tới tá túc trong một ngôi chùa quen trụ trì ngôi chùa tên hoài nhân là một cao tăng lúc tổ phụ của đoàn khuê trương còn sống từng là đại thí chủ của chùa này hoài nhân và đoàn khuê trương cũng là chỗ quen biết nên đoàn khuê trương chọn chùa này làm nơi ẩn náu nhưng tuy đoàn khuê trương có chỗ ở nhưng không sao biết rõ phủ đệ của an lộc sơn tại trường an về sau y hỏi thăm biết được tử lâu này nghĩ thầm an lộc sơn đã thường vào cung khách hứa tới tử lâu này cũng không ít người có quan hệ với cung đình bèn mang theo thiết ma lạc vào đó uống rượu hy vọng có thể nghe ngóng được một vài tin tức để phù hợp với thân phận khách hứa trong tử lâu này y bỏ tiền ra mua y phục đắt tiền lúc ấy đã gần đến giờ ngọ, đúng là lúc tửu lâu náo nhiệt. Ở một cái bàn cạnh cửa sổ có mấy viên quan đang quay quần uống rượu, trong đó có một thư sinh trung niên, chỉ mặc một bộ quần áo phải, ngồi xổm trên đầu tiệc, ăn nói tự nhiên, hào khí hơn người. Mấy viên quan kia lại như sao trầu mặt trăng, đối với y vô cùng cung kính. Đoàn khuê trương trong lòng chợt hoảng sợ, nghĩ thầm, người này tướng mạo thanh kỳ, khí khái bất phàm, quả thật bình sinh hiếm thấy, không biết rốt lại là nhân vật nào. Mấy viên quan kia cũng khác hẳn kẻ phàm tục, không ngờ trong quan trường lại có loại nhân vật như vậy. Đoàn khuê trương đang chăm chú nhìn thư sinh áo vải kia, đột nhiên thấy ánh mắt của thư sinh cũng bắn thẳng qua y, kế gõ mạnh bàn khen. Kiếm tốt, kiếm tốt. Đoàn khuê trương giật nảy mình, nghĩ thầm, thư sinh này quả thật là kẻ biết hàng, thanh kiếm của mình còn chưa tuốt ra khỏi vỏ mà y đã biết là bảo kiếm. Thư sinh kia nhìn y với tay gọi, nào nào, lại đây. Chén vàng rượu ngon cùng say khướt, mời khách cần chi hỏi họ tên. Người qua đây uống rượu, cho ta xem thanh bảo kiếm với tuy đoàn khuê trương đi khắp giang hồ trước nay cũng chưa gặp phải chuyện thế này một kẻ vốn không quen biết đột nhiên đòi mượn bảo kiếm của y ngắm nghía đó là chuyện vô cùng cấm kỵ trên giang hồ nhưng thư sinh kia hào khí hơn người tựa hồ giống như có một sức mạnh không sao kháng cự khiến đoàn khuê trương vì thế mến phục nhất thời không kìm được sự nhiệt thành quên mất cần phải cẩn thận ứng tiếng đứng lên, bước qua nói, vinh hạnh được tiên sinh mời qua uống rượu, chỉ sợ thanh kiếm này không đáng gọi là bảo kiếm, lại làm bẩn mắt tiên sinh mà thôi. Thanh bảo kiếm ấy của đoàn khuê trương là năm xưa tổ phụ y theo đại tướng quân Lý Tĩnh Tây Trinh, được Lý Tĩnh ban cho làm bảo vật gia truyền, kiếm vừa tuốt khỏi vỏ ánh sáng lấp lánh. Thư sinh búng vào thanh kiếm nói, tuy không phải là can tương, mặc tà, nhưng cũng đáng gọi là thần khí ở nhân gian rồi. Ngươi từ đâu tới đây? Đoàn khuê trương hàm hỗ đáp ta từ U Châu tới. Thư sinh kia nói, đường đi xa thật. Trên đường nhiều nguy hiểm, nghĩ chắc nếu ngươi không cầm thanh bảo kiếm này, thì cũng khó mà tới được Trường An. Hô hô, ta cầm tới thanh kiếm này lại nhớ tới chuyện du hiệp lúc còn trẻ. Một viên quan bên cạnh cười nói, sĩ khí của học sĩ, đến nay vẫn chưa giảm. Thư sinh kia cười nói bây giờ thì dựa vào hoàng đế kiếm rượu thịt còn sĩ khí gì nữa chứ? Y đột nhiên đứng phát lên, tay cầm bảo kiếm, cao giọng ngâm nga. Chén vàng rượu thơm mười ngàn đấu, mâm ngọc chân hào ức vạn đồng, dừng chén ném đũa không ăn nổi, tuốt kiếm nhìn quanh lòng mênh mông. Tiếng ngâm chưa dứt, chợt có một viên đại quan áo theo đai ngọc từ đám khách bước ra, đi tới gần hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi một viên quan lớn tuổi cùng bàn với thư sinh kia kêu lên a à, ngươi là ngô tư mã phải không lý học sĩ vị này là hồ châu tư mã ngô đại nhân cũng là người đồng đạo với chúng ta đoàn khuê trương đang ngạc nhiên nghi ngại không biết thư sinh kia là nhân vật loại nào chợt nghe thư sinh hô hô cười rộ thuận miệng ngâm nga trả lời viên tư mã hồ châu kia thanh liên cư sĩ người tiên trích, chợ rượu vùi tên ba trục xuân, hồ châu tư mã can chi hỏi, kim túc như lai ấy hậu thân. Đoàn khuê trương vừa sợ vừa mừng, nguyên thư sinh mà y gặp chính là đại thi nhân lý bạch mà y và sử giật như vốn ngưỡng mộ. Nguyên vị đại thi nhân nổi tiếng thiên hạ này không những hay thơ mà còn thông hiểu kiếm thuật, y thích rượu mê thơ, rất phóng khoáng, tự hiệu là thanh liên cư sĩ người khác thầy y có dáng vẻ phiêu nhiên xuất thế lại gọi y là lý trích tiên y lúc còn trẻ tuổi hâm mộ phong thái du hiệp hào hùng cũng từng chống kiếm ngao du bốn phương lên nga mi tới thái hàng chơi vân mộng dạo khắp những nơi danh sơn đại xuyên trong thiên hạ nếm qua hết rượu ngon trong thiên hạ sau khi tới trường an được bí thư giám hạ chi trương tiến cử ca tụng mọi người coi trọng dần dần tên họ truyền vào trong cung, ngay hoàng đế cũng biết tới đại danh của y. Vị hoàng đế này, đường huyền tông, chính là một nhân vật phong nhã hiếm có trong các hoàng đế Trung Quốc, thông hiểu âm nhạc, cũng biết thưởng thức thơ văn. Hâm mộ lý bạch tài hoa nên đặc biệt phá lệ yêu đãi, triệu vào phong làm hàn lâm học sĩ, lại thường gọi y vào cung ngắm hoa, nghe nhạc, uống rượu, làm thơ, nhưng lý bạch không thích giàu sang. Vẫn tự hào là kẻ áo vải cười nói ngạo công khanh, kết giao cùng hiệp sĩ, nên y thấy đoàn khuê trương tướng mạo bất phàm, lưng đeo bảo kiếm, bèn hành động thoải mái, không câu nệ tiểu tiết, gọi y qua cùng uống rượu. Đoàn khuê trương vừa mừng rỡ vừa đau xót, nghĩ thầm, nếu là sử đại ca ở đây, được uống rượu ngâm thơ với thanh liên cư sĩ mà y ngưỡng mộ, không biết sẽ cao hứng tới mức nào. Lý Bạch hô hô cười rộ, trả thanh bảo kiếm cho đoàn khuê trương, nói, hôm nay ta được thưởng thức bảo kiếm, kết bạn mới, chuyện vui thế này sao không uống cho thật say. Rồi tay trái kéo tư mã hồ châu ngô quân, tay phải kéo đoàn khuê trương cùng vào tiệc, lập tức ra sức thống ẩm, liên tiếp uống mấy chén lớn, đột nhiên thịch một tiếng, y cởi giày ra, ngẹo đầu qua một bên. Cởi mũ vứt xuống đất, lắc lư nói, ô, say rồi, say rồi, đúng là say thật rồi rồi nghiêng đầu để chân trần, nằm phục xuống bàn, quả nhiên khò khò ngáy ẩm lên. Một viên quan cùng bàn hoảng sợ nói. Thanh liên học sĩ quả say thật rồi. Nếu hoàng thượng gọi y vào làm thơ, thì làm sao đây? Một người khác nói, chưa chắc đã có chuyện vừa khéo như thế đâu. Viên quan lớn tuổi vừa gọi ngô quân cười nói, các người cũng hơi coi thường y đấy, Lý Bạch đấu rượu thơ trăm bài uống rượu càng say y làm thơ càng hay. Viên quan kia nói, Lý Bạch đấu rượu thơ trăm bài, hay hay, đó cũng là một câu thơ hay. Một người trẻ tuổi cùng bàn cười nói, người biết câu thơ ấy là ai làm không? Là lão đỗ mấy hôm trước làm một bài ẩm trung bát tiên tặng thanh liên học sĩ. Ẩm trung bát tiên có hạ lão đại nhân, còn có vị trương huynh này. Viên quan già kia nói, cũng có ngươi nữa, ngươi quên nói tới mình rồi. Thiếu niên kia cười nói, ta là phụ thêm vào thôi. Y uống một chén, lại cười nói, mấy câu lão Đỗ Tả Thanh Liên cư sĩ thật giống hệt như dáng vẻ của y hôm nay. Ngô Quân hỏi, mấy câu ấy ra sao? Thiếu niên kia ngâm, Lý Bạch một đấu thơ trăm bài, quán rượu kinh đô cứ ngủ say, thiên tử gọi tới không lên thuyền, tự xưng thần là tiên rượu đây. Nếu quả thật hôm nay hoàng thượng triệu y, thì đúng là càng hợp cảnh đấy đoàn khuê trương lúc ấy mới thông tính danh của họ, vốn người ra chính là bí thư giám hạ chi trương gia sức tán dương Lý Bạch ở Trường An, chính y cũng là một thi nhân nổi tiếng. Thiếu niên đẹp trai kia tên Thôi Tông Chi, người họ trương chính là Trương Húc viết chữ thảo nổi tiếng khắp thiên hạ, mấy người còn lại cũng là những kẻ có tên tuổi ở Trường An. Đoàn khuê trương hàm hồ nói ra một cái tên giả. Tư Mã Hồ Châu Ngô Quân cười nói, ẩm trung bát tiên ngoài lý học sĩ, hạ lão đại nhân, trương huynh, thôi huynh ra, không biết còn có những ai nữa. Bài thơ ấy của Đỗ Phủ ngươi có nhớ được hết không? Thôi Tông Chi nói, khó mà được dịp tụ họp đông đủ như hôm nay, Trương Huynh, phiền ngươi vung bút lớn một phen, ta đọc hết bài ẩm trung bát tiên ấy cho ngươi nghe, ngươi viết một bức thảo thư tặng Ngô Tư Mã, coi như món quà ra mắt của chúng ta tặng y, có được không? Ngô quân cả mừng nói. Trương Huynh là Thảo Thánh hiện nay, Lão Đỗ có hiệu là Thi Thánh hiện nay, lấy bút của Thảo Thánh viết thơ hay của Thi Thánh, thật rất thích hợp, món quà này quả thật vô cùng quý báu. Trương Húc nôi, chỉ sợ say quá viết không đẹp, khiến Ngô Tư Mã cười cho. Thôi Tông Chi cười nói, người viết chữ Thảo cũng như Lý Học Sĩ làm thơ, càng say càng đẹp, cần gì phải khách sáo. Hạ Chi Trương gọi tử bảo lấy giấy bút ra, vuốt thẳng tờ giấy chảy ra trên một cái bàn bên cạnh, Trương Húc chọn một ngọn bút lông sói lớn nhúng đẫm mực, thôi Tông Chi bèn đọc. Chi Trương cưỡi ngựa tựa đi thuyền, mắt hoa rơi giếng lại nằm yên. Như dương ba đấu ngẩng lên trời người thấy mùi men nước bọt rơi, hận chẳng gửi thư tới tử tuyền. Tả tướng ngày ngày phí vạn tiền, uống như cá kinh hút nước sông, ngậm chén vui thánh khoe tránh hiền. Tông chi tiêu sái lại sinh chay, nâng chén trợn mắt ngước lên trời, trông như cây ngọc trước xuân đài. Tô tấn ăn chay theo trước Phật, lúc say chỉ thích trốn vào thiền. Lý Bạch một đấu thơ trăm bạch, quán rượu kinh đô cứ ngủ say, thiên tử gọi tới không lên thuyền, tự xưng thần là tiên rượu đây. Trương húc ba chén thảo thánh truyền, bỏ mũ lộ tóc giữa đám đông, vùng bút xuống giấy như khói mây tiêu toại năm đấu mới hăng say, cao đàm hùng biện kinh bốn bề. Thôi Tông Chi đọc một câu mọi người lại cười ầm lên một tràng, Hạ Chi Trương nói, đó đúng là tả dáng vẻ uống rượu xấu xa của bọn ta thật thấu đáo. Trương Húc vùng múa ngọn bút lớn, mực bắn như mưa, viết xong bài thơ, trên mặt y đông một đốm, tây một đốm, cả bộ dâu cũng dính đầy mực, trên quần áo của những người đứng gần cũng lấm tấm vết mực. Trương Húc hô hô cười rộ, vung bút cười nói, dáng vẻ uống rượu của các ngươi hiện ra rõ ràng, còn dáng vẻ xấu xí của ta cũng lộ ra hết. Hạ Chi Trương nói đáng tiếc ngươi không tới Trường An sớm, nghe nói rượu ô trình ở Hồ Châu rất ngon, ngươi chỉ vì rượu ô trình ngon mới tới Hồ Châu nhận chức tư mã. Nếu ngươi ở Trường An thì lão đỗ phải sửa bài thơ ấy thành ẩm trung cửu tiên rồi ờ ta quên hỏi ngươi ngươi không giữ chức ở hồ châu lại lên kinh làm gì ngô quân nói ta phụng chiếu lên kinh thuật chức đã tới năm hôm rồi vẫn chưa được đội ơn hoàng thượng triệu kiến hạ trì trương trên mặt lộ vẻ kinh ngạc nói hoàng thượng rất ít khi hỏi tới việc chính sự tại sao lại đột nhiên triệu ngươi lên kinh thuật chức hạ trì trương trầm ngâm hồi lâu chợt hỏi ngươi đã gặp dương quốc trung chưa ngô quân nói chưa? Hạ Chi Trương nói, vậy ngươi nên mau chuẩn bị một món lễ vật biếu y, thôi Tông Chi cười nói, nếu lúc vội vàng không lo kịp thì biếu vàng càng hay. Vị tướng gia bảo bối ấy của chúng ta mà thấy vàng dòng sáng ngời rồi, thì dễ nói chuyện lắm. Ngô quân cười lớn nói, ta làm quan vài năm, hai tay áo toàn gió mát, lấy đâu ra vàng mà nói nếu ta có tiền thì tự mình không biết mua rượu uống à tại sao lại phải biếu lễ vật cho dương quốc trung hạ chi trương nói tư mã có chỗ chưa biết dương quốc trung sau khi chuyên quyền mua quan bán tước không gì không làm trưởng quan các châu quận nếu không phải là người của y thì trước sau đều bị thay đổi theo như ta thấy việc triệu ngươi về kinh thuật trước lần này chỉ e là chủ ý của y y đang chờ ngươi đưa lễ vật tới đấy ai ngờ ngươi lại không biết nhân tình thế cố như vậy y cười một tiếng nói tiếp nếu túi quan của ngươi eo hẹp mấy người bạn rượu bọn ta giúp ngươi một phần được không có lẽ y thấy ngươi có chính thanh tốt đẹp nên trần trừ không dám thay ngươi chỉ triệu ngươi vào báo cáo muốn chờ ngươi tìm tới cửa ngươi cũng nên cho y một chút gì hay để y có chút thể diện chắc sẽ được vô sự thôi Ngô quân tức giận nói. Tiểu đệ chẳng thà bỏ cái mũ ô xa này, chứ nhất định không luồn lọt kẻ quyền quý, chuyện tặng biếu lễ vật xin đừng nói tới nữa. Hạ Chi Trương nói, Ngô Huynh giữ lòng liêm khiết, đương nhiên rất hay, nhưng sao ngươi không nghĩ thử nếu đổi cho một viên quan tham lam giữ chức tư mã Hồ Châu, hà không phải làm khổ bách tính Hồ Châu sao? Không phải bọn ta khuyên ngươi luồn lọt dương quốc trung, mà là muốn giữ cho Hồ Châu một viên quan tốt bây giờ quan tốt trong thiên hạ quá ít giữ được người nào thì hay được người ấy thôi tông chi nói nếu ngô huynh không chịu biếu lễ vật thì có một cách có thể nhờ lý bộc xạ nói giúp ngươi y cũng là một bạn rượu của bọn ta vị tà tướng ngày ngày phí vạn tiền uống như cá kinh hút nước sông ngậm chén vui thánh khoe tránh hiền trong bài ẩm trung bát tiên của đỗ phủ chính là y lý bộc xạ tuy xa xỉ nhưng là người rất ngay thẳng Ngô quân lại thở dài nói. Hạ lão đại nhân khuyên ta lấy bách tính Hồ Châu làm trọng, tấm lòng ấy rất đáng cảm động, có điều quan trường thế này quả thật cũng khiến ta lòng tàn ý lạnh, hơn nữa. Cho dù bỏ tiền ra ta cũng không phải là kẻ dấn thân vào dòng nước đục, chức quan này còn làm được bao lâu nữa. Thịnh tình của các vị ta xin ghi nhận, cái mũ ô sa này có giữ được không cũng chỉ còn cách thuận theo mệnh trời. Bọn Hạ Chi Trương còn định khuyên nữa, chợt nghe tiếng bước chân trên thang lầu vang lên, tên tử bảo khom lưng kêu lên, xin mời lệnh hồ đại nhân, lệnh hồ đô úy, hôm nay lão nhân ra tới muộn thế. Ngô quân hỏi, bọn quan này sao oai phong thế? Hạ Chi Trương cười nói, chắc là quân Vũ Lâm, tức quân Ngự Lâm, chuyên bảo vệ thánh thượng ngươi đừng coi thường phẩm cấp của họ không bằng ngươi, họ còn hào hoa sang trọng hơn chúng ta đấy bọn lão gia thị vệ này là khách quen của tử lâu, người trong tử lâu đương nhiên phải lấy lòng họ. Một viên quan nói, độ úy trong cung tới rồi, không biết có phải là hoàng thượng muốn triệu lý học sĩ vào cung không? Còn đang nói chuyện, chợt thấy ba viên võ quan bước lên lầu, người đi đầu mặc y phục quân Vũ Lâm, mười phần oai vệ, hai viên võ quan đi sau mặc nhung trang, lưng đeo đai vàng chân đi man hài, một loại hài đen phổ biến, nhìn qua lối ăn mặc đủ biết là tướng lĩnh cao cấp ngoài biên. Viên võ quan Vũ Lâm kia nói, ta dắt tới cho các ngươi hai vị khách quý, vị này là điền tướng quân, vị này là tiết tướng quân, mau tìm cho bọn ta một bàn sạch sẽ. Tử bảo luôn miệng vâng dạ, vội vàng bước tới dọn dẹp một cái bàn cạnh cửa sổ một viên võ quan đi sau lệnh hồ đô úy thân hình hơi béo mập vừa đưa mắt nhìn quanh một vòng, thấy Lý Bạch nằm phục xuống bàn ngáy khò khò dày mũ đều vứt bên cạnh, từ xa đã nghe mùi rượu nồng nặc. Lại thêm trương húc bộ dâu lốm đốm vết mực đang hoa tay múa chân đòi uống thi với người khác liền cau mày nói. Người ta đều nói đây là tử lâu nổi tiếng nhất Trường An, tại sao lại có bọn người rừng nghèo xác sơ múa may ở đây? lệnh hồ đô uy không chờ y đứt lời, vội kéo kéo y, kề miệng vào tay y hạ giọng nói. Người đang ngủ chính là Lý Thanh Liên Lý học sĩ rất được hoàng thượng sủng ái. Viên võ quan kia hoảng sợ giật nảy mình, vội vàng im bặt, vẻ mặt vô cùng khó coi, liếc liếc qua hai cái bàn của Lý Bạch và Trương Húc, thấy họ ai uống cứ uống, ai ngủ cứ ngủ. Tựa hồ không nghe thấy mình nói gì, lúc ấy mới yên tâm lúc ấy đoàn khuê trương đã trở về chỗ ngồi lúc đầu, thiết ma lạc hạ giọng nói. Hai người này là Điền Thừa Tự và Tiết Tung, thủ hạ của An Lộc Sơn. Đoàn khuê trương nói, phải kìm chế, không được gây sự đấy. Trên tửu lâu có ba cái bàn, những người ngồi ở đó đều là thị vệ trong cung và võ quan quân Vũ Lâm, nhìn thấy lệnh hồ đô úy, nhào nhào đứng lên chào hỏi, lệnh hồ đô úy hô hô cười rộ nói ta giới thiệu với các ngươi hai người bạn tốt là Điền tướng quân và Tiết tướng quân trong quân Bình Lô. Hai vị này là tay trái tay phải của An Tiết độ sứ. trong Tiết độ sứ các lộ thì An Lộc sơn có kinh quyền lớn nhất, lại là con nuôi của Dương quý phi. bọn thị vệ và võ quan kia cũng nhau nhau lấy lòng Điền Tiết hai người đoàn khuê trương nghe lời lẽ của họ, biết viên lệnh hồ đô úy này tên lệnh hồ đạt tựa hồ có chức vụ cao nhất trong quân Vũ Lâm, mọi người đối với y đều rất cung kính. Điền tiết hai người là theo An Lộc Sơn từ Bình Lô vào cung, An Lộc Sơn được Dương Quý Phi giữ lại, bảo họ chiều tối vào đón y, đoàn khuê trương nghĩ thầm ngôi tử lâu này vừa khéo đối diện với cửa minh phong tối nay mình trở lại đợi ở đây chờ lúc hai thằng đầy tớ này đón an lộc sơn mình sẽ ngấm ngầm theo sau là được hôm trước thiết ma lặc cứu người dưới vó ngựa tuy hai người điền tiết đi hai bên an lộc sơn nhưng lúc ấy trông thiết ma lặc như một thiếu niên nhà quê bây giờ lại ăn mặc như công tử nhà giàu điền tiết hai người làm sao nhận ra được huống hộ ánh mắt của họ đều bị dáng vẻ say khướt của Lý Bạch thu hút, không hề chú ý tới hai người đoàn thiết. Nhưng đoàn khuê trương cũng không dám khinh suất, sợ bị họ nhận ra, nên định nghe ngóng được tin tức của An Lộc Sơn xong thì sẽ rời khỏi tử lâu. Đang định gọi tử bảo tính tiền, thì lại có một người khách bước lên tử lâu, vừa lên tới là cao giọng hỏi, Lý học sĩ có uống rượu ở đây không? người này cũng ăn mặc kiểu võ quan nhưng khác hẳn hai người điên tiết y mặc một bộ nhung trang bằng vải đang mùa đông lạnh lẽo vẫn đi hài cỏ nhưng lưng đeo trường đao vỏ đao làm bằng sừng tê giác quý báu kiểu thức cổ nhã chuôi đao khảm chỉ vàng nếu không phải y mang thanh đao quý báu như thế thì hoàn toàn giống hệt một tên quân sĩ nghèo khổ Đoàn khuê trương ngẩng đầu lên nhìn người ấy một cái, bất giác ngấm ngầm hoảng sợ, viên võ quan ấy khoảng trên dưới 30 tuổi, ánh mắt sáng rực có thần, râu quai nón nhọn như mũi kích. Trên mặt đầy vẻ phong trấn nhưng không che lấp được hiệp khí hùng phong của y, đoàn khuê trương chợt nhớ tới một người, nhưng không dám chắc có phải là y không. Lệnh hồ đạt quát, thằng đầy tớ ngươi là ai thế? lý học sĩ lại rảnh rỗi gặp loại người như ngươi à viên võ quan cười nhạt nói ta tìm lý học sĩ thì dính líu gì tới ngươi ai cần ngươi nhiều chuyện tiết tung nói ngươi là lối không có quy củ gì lý học sĩ đang ngủ ngươi dám gọi y dậy à xem dáng vẻ ngươi quê mùa như thế lý học sĩ chắc không giao du với loại bằng hữu như ngươi đâu mới rồi tiết tung không nhận ra Lý Bạch, buông lời vô lễ, cảm thấy khó xử, muốn nhân dịp này, một là để giúp oai cho lệnh hồ đạt, hai là để lấy lòng mấy viên quan uống rượu với Lý Bạch. Trong bụng nghĩ thầm, lần này chắc không đến nỗi nhìn lầm người. Xem ra thằng đầy tớ này giỏi lắm cũng chỉ là một viên võ quan nhỏ trong biên quân, làm sao mà quen biết được Lý Bạch. Tiết Tung đứng cản đường, viên võ quan kia cả giận nói, ngươi lại mắt chó nhìn người à, tay trưởng bằng bạn xô ra, Tiết Tung cười nhạt nói, người muốn đánh nhau sao? Lập tức thi triển cầm nã thủ chụp vào mạch môn của y, định bẻ cổ tay y, làm một trò cười cho bọn võ quan trước mặt. Nào ngờ y chưa chụp được người ta, thì đã bị viên võ quan kia một trường hất ra, loạn trọng suýt ngã, Lệnh hồ đạt giật nảy mình, nên biết Tiết Tung là thanh châu kiếm khách nổi tiếng, lấy kiếm thuật, ám khí và cầm nã thủ nổi tiếng tam tuyệt mà vừa ra tay đã bị thua thiệt trước đối phương. Và lại lệnh hồ đạt cũng không nhận ra viên võ quan kia làm sao tránh được chiêu cầm nã của Tiết Tung. Tiết Tung cả giận, đã toan tuốt kiếm ra. Hạ Chi Trương bước lên giảng hòa, nói lý học sĩ kết giao khắp thiên hạ lòng kính yêu lý học sĩ của tiết tướng quân rất đáng cảm kích vị này viên võ quan kia nói ta họ nam nam trong đông tây nam bắc hạ chi trương nói tiếp vị nam huynh này nếu đã là bạn tương tri của lý học sĩ thì cũng đừng trách móc tiết tướng quân cản trở lý học sĩ quả thật có uống thêm vài chén hiện đang ngủ ở đây câu ấy của hạ chi trương quả rất mềm mỏng tiết tung cũng biết y là một vị đại quan chỉ đành nén giận không dám phát tác viên võ quan họ nam kia đưa mắt nhìn quanh hoi vị nằm ngủ trên bàn kia là lý học sĩ phải không hạ chi trương kinh ngạc nói không sai đó chính là lý học sĩ tiết tung cười nhạt nói làm ầm lên suốt nửa ngày thì ra ngươi cũng không quen lý học sĩ Người họ Nam nói, "Ta nói ta quen y lúc nào, ta không muốn lầm người thôi." Hạ Chi Trương nói, "Vậy các hạ tìm y có chuyện gì?" Người họ Nam nói, "Ta không dám mạo nhận là chi kỷ, nhưng có một người là bạn chi kỷ của Lý học sĩ nhờ ta chuyển một lá thư cho y." Hạ Chi Trương nói, "Là vị nào vậy?" nghĩ thầm. Bạn bè chi kỷ của Lý Bạch nói ra thì cho dù mình không quen chắc cũng không đến nỗi chưa nghe thấy tên họ người họ nam kia nói là một vị bằng hữu họ quách, lá thư này ta phải đích thân đưa cho học sĩ, không tiện đưa qua người khác, xem tình hình thì y không muốn nói tên của người họ quách. Hạ Chi Trương nghĩ thầm, mình cũng chưa từng nghe Lý Bạch nói tới người bạn nào họ quách. Nhưng y già dặn việc đời người khác không muốn nói, y cũng không hỏi nữa, lúc ấy bèn nói. Lý học sĩ không biết lục nào mới tỉnh dậy, có cần ta gọi y giúp không? viên võ quan họ nam nói, không cần, không cần. Ta cứ ngồi ở đây uống rượu, chờ y tỉnh dậy là được, rồi cao giọng gọi. Lấy 5 cân rượu ngon, thái 3 cân thịt bò. Tiết tung liếc mắt nhị y, ngành ngang đắc ý nói, thấy chưa, hai mắt ta nhìn người có sai đâu. Ý ở ngoài lời, là muốn nói. Các ngươi xem đấy, ta nói lý học sĩ không có loại bạn bè thế này, là đâu có sai người họ nam kia rót rượu vào cốc lớn uống ừng ực, không đếm xỉa gì tới y, tiết tung lại cười nói. Đây là tử lâu nổi tiếng nhất Trường An, hô hô, thật không ngờ có người cho rằng đây là quán rượu ven đường. Đó là y chế nhạo người họ nam kia chỉ biết những món tầm thường trong quán rượu ven đường, trong tử lâu này có rất nhiều sơn hào mỹ vị mà y không gọi, chỉ biết gọi rượu trắng và thịt bò thái người họ nam kia dằn mạnh chén rượu một cái cao giọng nói ta ăn uống cái gì lại cần ngươi quản à cái chén rượu làm bằng đồng xanh bị y dằn mạnh một cái chỉ nghe keng một tiếng đã ngập lút xuống mặt bàn không thấy đâu nữa mọi người đều hoảng sợ tiết tung cũng hơi sợ nhưng không muốn mất mặt chỗ đông người lùi lại một bước nói ngươi đừng ngang ngạnh ở đây không phải là chỗ đánh nhau nếu có bản lĩnh ngươi dám hẹn chỗ tỉ kiếm với ta không khẩu khí đã mềm đi rất nhiều viên võ quan họ nam kia cười nhạt nói người cứ vạch đường đi ta cứ theo đó tiếp là được đợi ta gặp lý học sĩ xong sẽ lập tức đến nơi hẹn đoàn khuê trương nhìn thấy thân thủ của người này trong lòng nghĩ thầm đây nhất định là y rồi không ngờ lại gặp y ở đây nhưng trên tửu lâu đông người nhiều miệng tuy y nhận ra được người kia nhưng vẫn tạm thời nhẫn nại không dám bước tới chào hỏi Điền Thừa Tự và Tiết Tung cùng đi, Tiết Tung phát sinh chuyện cãi vã với người họ Nam, nhưng Điền Thừa Tự lại nép qua một bên, sợ sệt như con ve mùa lạnh, đoàn khuê trương ngấm ngầm lưu ý. Chỉ thấy y sắc mặt xám xanh, nhìn chằm chằm vào viên võ quan họ Nam kia, mấy lần đặt tay lên chuôi đao, nhưng trước sau vẫn không dám đứng dậy. Đoàn khuê trương ngấm ngầm ngạc nhiên, nghĩ thầm điền thừa tự và họ nam này nhất định đã có chuyện đụng chạm xem ra chỉ e sắp có trò vui tiết tung nghĩ thầm công phu trên tay của ngươi tuy cao cường nhưng tỷ kiếm thì chưa chắc ta đã thua ngươi đang định hẹn với họ nam bọn hạ chi trương cũng đang định bước tới giảng hòa giữa lúc huyên náo chợt nghe ba tiếng thanh la keng 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 có người cao giọng gọi thánh chỉ tới trên tửu lâu lập tức im ắng, những người làm quan có phẩm cấp đều đứng cả lên tránh qua hai bên, chủ tửu lâu vội vàng bước ra đón tiếp nói. Xin chào Trung Sứ Đại Nhân, không biết Thánh chỉ là triệu vị Đại Nhân nào? Chuyện này đã xảy ra ở đây mấy lần, chủ nhân cũng biết nhất định là tuyên triệu Lý Bạch, nhưng vẫn không thể không hỏi một câu như vậy thời đường thái giám phụng chỉ ra ngoài làm việc được tôn xưng là trung sứ, nhưng người đứng đầu mấy tiểu thái giám phụng chỉ ra tìm Lý Bạch lần này lại không phải thái giám. Mà là một nhạc công tên Lý Quy Niên, tuy là nhạc công nhưng rất được hoàng thượng sủng ái, trao cho chức trưởng nhạc ngự phụng, thân phận không phải tầm thường, bọn hạ chi trương đều biết y. Lý Quy Niên bước lên cao giọng hô lớn, Phụng Thánh chỉ lập tức tiên triệu Lý học sĩ tới gác trầm hương ra mát, sau lưng y có một tiểu thái giám tay bưng áo mão, đai ngọc, hốt ngà, cũng tới tìm Lý Bạch. Lý Quy Niên cười nói, Lý học sĩ quả nhiên say rồi. Hoàng thượng gọi y vào gặp lập tức, thế này thì làm sao được? Hạ đại nhân cũng ở đây, xin giúp ta gọi y dậy. Hai người đang đỡ Lý Bạch lên, Lý Bạch chợt hai tay xô ra, hơi rượu nồng nặc, lẩm bẩm. Ta say muốn ngủ ông cứ về đầu cũng không ngẩng lên, lại nằm vật xuống ngủ tiếp. Hạ Chi Trương và Lý Quy Niên bị y xô một cái, loạn trọng suýt ngã, Lý Quy Niên cười gượng nói. Lần này lại còn say hơn cả lần trước, làm sao bây giờ? Tiểu Thái dám nói, chúng ta khiêng y đi. Lý Quy Niên nói, cũng phải để y mặc chiều phục vào chứ. Rồi kêu lên, chủ quán, mang một chậu nước ra đây. Hạ Chi Trương làm quan tới chức bí thư giám, cũng là chức cận thần hầu hạ hoàng đế, cũng rất quen biết Lý Quy Niên, Lý Quy Niên đã tuyên đọc thánh chỉ, đôi bên cũng chẳng cần câu nệ lễ tiết gì. Hạ Chi Trương hỏi, lần này hoàng thượng tuyên triệu Lý học sĩ vào gấp, có chuyện gì thế? Lý Quy Niên nói, năm nay Dương Châu tiến cống rất nhiều loại hoa mẫu đơn nổi tiếng, đều trồng phía đông ao hưng khánh, dưới gác trầm hương hôm nay mẫu đơn nở rộ, hoàng thượng sai nội thị bày tiệc trong đình, cùng dương quý phi thưởng ngoạn, sai ta dắt 16 đệ tử Lê Viên, đều cầm nhạc khí, tới đó hầu hạ. Vừa tấu được vài khúc, không hợp ý hoàng thượng. Hoàng thượng bèn bảo ta dừng lại, nói, hôm nay đối diện phi tử, thưởng thức danh hoa, há lại dùng nhạc cũ. Người cứ dắt theo con ngựa Ngọc Hoa thông ta vẫn cưỡi, mau đi tuyên triệu học sĩ Lý Bạch vào đây làm một bài hát mới để thường ngoạn. Người thấy đấy, ngay ngự mã của Hoàng thượng cũng đã dắt tới, là để đón Lý học sĩ, làm sao không sốt ruột cho được. Còn đang nói chuyện, chủ tử lâu đã đích thân bưng một chậu nước ra, Lý Quy Niên hỏi lấy một chiếc khăn, cũng bất kể trời đông lạnh bút, đích thân cầm khăn nhúng vào nước lạnh. Vắt vắt hai cái rồi đặt lên chán Lý Bạch, lại bảo chủ tử lâu đưa ra một tấm bình phong bốn cánh, quay lấy Lý Bạch, cười nói may mà ta rất biết tính nết của lý học sĩ nên đã tới hàn lâm viện lấy quan bào ngọc đấy hốt ngà của y tới quả nhiên đúng như ta đoán y lại mặc một bộ áo phải uống rượu với chư công ở đây bọn lý bạch bị tấm bình phong che khuất đoàn khuê trương không nhìn thấy tình hình bên trong qua một lúc chỉ nghe giọng lý bạch nói phong cảnh đáng ghét ta uống rượu còn chưa đủ làm thơ gì được lý quy niên thì thà thì thào dường như đang ghé vào tai lý bạch nài nỉ qua một lúc lại nghe lý bạch cười nói ở ờ, các loại mẫu đơn nổi tiếng ở dương châu đều nở rộ rồi đại hồng thâm tử đạm hoàng đạm hồng thông bạch các loại đều có hoàng thượng lại chuẩn bị rượu ngon lương châu chờ ta tới uống hô chuyện này hợp ý ta đây đi xem mẫu đơn dương châu ta cũng đi một chuyến vậy tiếng ván lầu kêu cót két nguyên là lúc y nói tới các loại mẫu đơn, rượu ngon lương châu, không kìm được hoa chân múa tay. Kế lại nghe tiếng sột soạt, dường như y đã cởi áo phải ra, mặc chiều phục vào. Lại qua một lúc, chỉ thấy Lý Bạch đầy tấm bình phong bước ra, bước chân vẫn còn siêu vẹo, ánh mắt đờ đẫn, mùi rượu nồng nặc, mấy thái giám tiền hô hậu ủng dìu đỡ hai bên. Bước qua trước mặt viên võ quan họ nam lý bạch chợt dừng lại nói thật là một vị tráng sĩ này ngươi người họ nam nói ta mang một lá thư của quách lệnh công cho ngươi đang định gặp ngươi còn chưa dứt lời bọn thái giám đã sớm sấn lên xô y ra quát là kẻ nào mau cút đi lý bạch tức giận nói lẽ nào lại có chuyện ấy các ngươi muốn đuổi bạn tốt của ta đi à hai tay giang ra hai tên tiểu thái giám đỡ y đùng đùng một tiếng ngã chổng bốn vó lên trời bọn thái giám cả kinh thất sắc, một viên quan đứng bên cạnh cũng rất ngạc nhiên, hạ giọng hỏi bạn. Này, mới rồi người kia còn chưa nhận ra lý học sĩ mà tại sao lại đột nhiên trở thành bạn tốt của y thế? Lý Bạch Sô bọn thái giám ra, nghiêng đông ngã tây, lảo đảo lắc lư bước lên vài bước, chi vào viên võ quan họ nam kia hô hô cười rộ nói, ngươi không nhận ra ta à, nhưng ta lại nhận ra ngươi người người nhất định là nam bát huynh cười nhạo kinh kha gan tựa chuột ngợi khen nam bát đúng nam nhi hô 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 đã gặp nam bát không thèm đếm xỉa tới quý phi nương nương nữa nào nào chúng ta lại uống tiếp đi lý quy niên đã bước lên kéo nam bát vái y một vái hạ giọng nói hoàng thượng chờ gặp lý học sĩ xin ngươi giúp cho lý bạch sải chân bước một bước dài thân hình nghiêng nghiêng vịn vào một cái bàn kêu lên Nam bát, nam bát, sao ngươi không tới đây uống rượu, ồ, oh, ồ, oh, mới rồi ngươi nói gì? Có lão công công giàu có nào nhờ ngươi mang cái gì tới đưa cho ta à? Hô hô, nam bát ngươi lại biết mang lễ vật giúp người khác sao? Chuyện đùa, chuyện đùa. Mau lại đây nói cho rõ xem. Lý Bạch còn chưa tỉnh hẳn, lại tập trung sự chú ý vào cả Nam Bát, nên chưa nghe rõ y nói gì, tưởng mấy chữ quách lệnh công mà y nói là lão công công gì đó viên võ quan họ nam cười lớn nói học sĩ quả nhiên là người trong bọn ta nhưng hiện dưới lầu có ngự mã chờ chờ ngươi vào cung nếu ngươi bồi tiếp ta uống rượu ta uống cũng không thoải mái chẳng bằng đợi đến tối nay ngươi rảnh rỗi ta sẽ tới uống rượu với ngươi suốt đêm lý bạch nói được ngươi nói rất đúng đợi ta gặp hoàng thượng xong sẽ gặp lại ngươi đúng là có thể uống một phen thống khoái hạ chi trương vội nói lý học sĩ ở trong nhà ta ngươi cứ hỏi nhà họ hạ ở phía tây thành là biết người họ nam kia nói lão tiên sinh người là hạ thiếu giám ta biết rồi y biết ý tứ của hạ chi trương là muốn y để lý bạch đi cho mau y nghĩ nếu muốn nhờ hạ chi trương nói lại thì không phải đôi ba câu là có thể nói rõ ràng mà lý bạch vẫn đang còn say trong tình hình này cũng không tiện đưa lá thư kia ra lý quy niên cùng bọn thái giám vội đưa lý bạch xuống lầu bọn bạn rượu của lý bạch cũng theo xuống ra về viên võ quan họ nam kia lắc lắc đầu thở dài nói ngọc môn đã báo tin binh lửa cửa cung mê mệt còn ca múa ầm một tiếng đập bàn kêu lên đáng tiếc cho lý học sĩ rồi ngửa cổ lên chút tất cả rượu còn trong chén vào miệng một hơi cạn sạch ném một đỉnh bạc xuống bàn rồi định bỏ ra lệnh hồ đạt và tiết tung đột nhiên bước tới, lệnh hồ đạt tươi cười nói. Nam huynh, khoan đã. Viên võ quan họ nam kia mày kiếm dương lên, cao giọng nói, chỗ nào, đi luôn bây giờ phải không? Ngoài họ tiết này ra, người cũng muốn dính dấp vào chứ gì? Lệnh hồ đạt cười nói, nam bát huynh, không phải hẹn ngươi tỉ kiếm đâu. Người họ nam hai mắt trợn tròn nói, không phải hẹn ta tỉ kiếm, thì ngươi giữ ta lại làm gì? tiết tung bước tới ôm quyền nói mới rồi không biết là nam huynh mạo phạm rất nhiều xin nam huynh bỏ qua nam bát trong bụng thấy buồn cười nghĩ thầm chắc là thằng đầy tớ này thấy lý học sĩ đối xử với mình như thế nên lập tức trở thành lễ phép y là một người phóng khoáng tuy khinh thường tiết tung nhưng người ta đã qua xin lỗi y cũng hô hô cười nói đụng chạm một chút cần gì để bụng tiết tướng quân đã không cần tỉ kiếm với ta nữa, vậy ta xin đi trước một bước. Lệnh Hồ Đạt nói, không đánh không quen biết, Nam Bát Huynh ngồi thêm một lúc có hề gì. Nam Bát nói, không dám với Cao. Lệnh Hỗ Đạt cười nói, Nam Bát Huynh nói thế là vẫn còn có ý trách móc rồi. Tiết Tung cũng nói, đôi bên đều là đồng đạo võ lâm, lệnh Hồ Đô Ý lại rất thích kết giao Nam Bát Huynh cần gì phải dè sẻn lời chi giáo như thế nam bát nghĩ thầm hai người này võ công cũng cao cường mà lại đáng ghét như thế đành ngồi trở lại lạnh nhạt nói hai vị có gì chỉ giáo lệnh hồ đạt cười nói đúng là có chuyện muốn thỉnh vấn nam huynh vị quách lệnh công mới rồi nam huynh nói tới có phải là quận thú cửu nguyên quách tử nghi không quách tử nghi có công lao to lớn được phong là phần dương vương nhưng lúc ấy chỉ là một viên quận thú người biết tên y vẫn còn không nhiều đoàn khuê trương bên cạnh lắng nghe, cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, nghĩ thấm. Lệnh Hồ Đạt là đô úy quân Vũ Lâm, Tiết Tung là tướng tâm phúc của An Lộc Sơn, họ kính trọng Lý Học Sĩ thì không nói làm gì, vì Lý Học Sĩ rốt lại cũng là người hoàng thượng coi trọng. Nhưng tại sao đối với một viên quán thú mà lại trột dạ như vậy, không biết Quách Tử Nghi là nhân vật thế nào? Nam Bát ngần ngừ một lúc, đáp không sai người nhờ ta đưa thư cho lý học sĩ chính là quách quận thú hai vị cũng quen y à nguyên việc kết giao giữa lý bạch và quách tử nghi rất không tầm thường có một hôm lý bạch du sơn ngoạn thủy tới địa giới tinh châu chợt gặp một toán quân tốt cầm thương sách gậy áp giải một chiếc tù xa tù nhân trong xe dáng mạo khôi vĩ lý bạch này dạ hiếu kỳ bước tới hỏi thăm té ra người ấy chính là quách tử nghi lúc bấy giờ là thiên tướng dưới trướng lũng tây tiết độ sứ kha thư hàn vì phụng quân lệnh kiểm tra binh lương lại do thủ hạ lỡ tay làm cháy hết lương thực tội quy về chủ tướng theo pháp luật phái xử trảm lúc ấy kha thư hàn đi tuần tới địa giới tinh châu vì thế quân chính ti đem y ra trước quân môn hành quyết quách tử nghi trong tù xa nói rõ nguyên nhân giọng nói sang sảng như chuông lý bạch quay ngựa lại đi cạnh tù xa vừa đi vừa thong thả hỏi y về quân cơ vũ lực kiếm thuật binh thư quách tử nghi đối đáp trôi chảy giống như gặp được người tri kỷ càng nói càng hợp càng bàn càng hăng thần thái hiên ngang không hề giống một tên tù đang bị mang ra xử trảm lý bạch càng nghe càng ngạc nhiên nghĩ thầm mình bình sinh kết giao với anh hùng hào kiệt không phải là ít nhưng nói người xứng đáng được gọi là quốc sĩ thì dường như chi có người này lý bạch theo xe tù thẳng tới trước quân môn đích thân vào gặp tiết độ sư lũng tây kha thư hàn nói rõ ý mình xin y rộng lòng tha tội cho quách tử nghi kha thư hàn vốn hâm mộ đại danh của lý bạch cũng nhân dịp này lấy lòng y bền ưng thuận cho quách tử nghi được ở lại dưới trướng lấy công chuộc tội sau đó vài năm quách tử nghi nhiều lần lập quân công dần dần bộc lộ tài năng làm tới chức thái thú cửu nguyên lý bạch ở trường an nghe được tin tức cố nhân lấy làm rất vui nhưng y không muốn khoe khoang ơn đức của mình nên trước nay chưa từng kể lại chuyện ấy cho người khác vì vậy cho dù là bạn thân như hạ chi trương cũng không biết tới mối thâm tình ấy giữa y và quách tử nghi Quách Tử Nghi cũng nghe tin tức của Lý Bạch ở Trường An, biết y tuy được Hoàng đế sủng ái, nhưng chẳng qua chỉ là một loại khách thanh cao của Hoàng đế chứ không được trọng dụng. Và lại kẻ quyền thần nắm việc nước, nghĩ thầm với tính cách của Lý Bạch chắc cũng không hòa mình vào trốn quan trường như thế. Quách Tử Nghi nghĩ tới đó, bèn nhờ một người bạn của y cầm giúp thư vào kinh tìm Lý Bạch, muốn mời Lý Bạch tới chỗ của y. Người bạn ấy chính là viên võ quan mà Lý Bạch gọi là Nam Bát Huynh, lúc ấy đang ở dưới trướng Quách Tử Nghi, giúp Quách Tử Nghi bảo vệ biên giới. Người này theo vai vế là thứ 8, tên thật là Nam Tễ Vân, là một hiệp khách nổi tiếng ở Yên Triệu, trên giang hồ trong vòng 20 năm chỉ có hai hiệp khách nổi tiếng. 10 năm trước là đoàn Khuê Trương, từ khi đoàn Khuê Trương ẩn cư thì người nổi tiếng nhất là Y. Y ở cửu nguyên từng có lần một mình một ngựa đánh lui 300 thiết kỳ của người trương vào cướp bóc biên giới, nên dân gian lúc bấy giờ có một câu ca tụng Y là, phải như Nam Bát mới là Nam Nhi. Lúc ấy lệnh Hồ Đạt vừa hỏi Nam Tễ Vân về Quách Tử Nghi, Nam Tễ Vân cho biết rằng Y quen Quách Tử Nghi, nên cũng thẳng thắn thừa nhận không ngại ngùng. Nói người nhờ Y đưa thư cho Lý Bạch chính là Quách Tử Nghi. Nào ngờ Lệnh Hồ đặt hỏi rõ ràng xong, gượng gạo nói, "Lá thư ấy Lý học sĩ vẫn chưa nhận, xin cho tại hạ mượn xem qua được không?" Lá thư ấy tuy không có gì là cơ mật, nhưng yêu cầu như thế lại không khỏi có chỗ bất cận nhân tình, Nam Tế Vân Phật ý không vui, nói, "Lệnh Hồ đại nhân nói đùa rồi, thư của người khác tại sao lại hỏi mượn xem?" Lệnh Hồ đạt cười nhạt một tiếng, lại hỏi, "Nam Bát huynh, vừa rồi ngươi nói" Đáng tiếc cho Lý học sĩ, câu ấy là có ý gì?" Nam Tế Vân tức giận nói, "Ngươi cậy vào cái gì mà thẩm vấn ta?" Lệnh Hồ Đạt nói, "Lý học sĩ đội ơn hoàng thượng, phái trung sứ mang ngự mã tới đón, vinh dự không ai sánh bằng, ngươi lại nói y đáng tiếc, xin thứ lỗi cho ta ngu muội, quả thật không hiểu được, còn xin ngươi nói cho rõ." Nam Tế Vân bị y hỏi vặn, không sao giải thích, liền xa sầm mặt nói, ta không có thời giờ đâu mà nói chuyện với ngươi. Tiết Tung cười nhạt nói, có thời giờ để tỉ kiếm, chứ không có thời giờ để nói chuyện phải không? Lệnh hồ đạt nham hiểm gian hoạt, lúc ấy nói chen vào. Người đưa lá thư ấy cho ta, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện, thì ta vẫn coi ngươi là bạn bè. Nam tễ vân hừ một tiếng, nói, Nam bát ta lại chịu để người uy hiếp à, không đưa ra thì sao? Lệnh hồ đạt biến sắc, đột nhiên quát lớn, người chạy theo cận thần, câu kết với ngoại bang, lại mang lòng bất mãn, phỉ báng triều đình, hai tội đều rõ rành rành, còn muốn chạy à? Đoàn khuê trương nãy giờ hờ hững ngồi ngoài nghe, mới rồi nhìn thấy lệnh hồ đạt bước qua chắp tay tạ tội với Nam tễ vân, cũng chỉ cho rằng y là kẻ tiểu nhân chạy theo thế lợi vì chuyện lý học sĩ nên mới lấy lòng Nam Tễ Vân, không ngờ trong khoảnh khắc y lại đột nhiên trở mặt động thủ với Nam Tễ Vân, cho dù đoàn khuê trương từng trải nhiều cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nói thì chậm chứ lúc ấy rất mau, chỉ thấy lệnh hồ đạt đã rút ra một đôi hộ thủ câu ra chiêu đảo quyển châu liêm, câu trái móc ngang vào ngực, câu phải tranh trách đánh tới. Đều đánh vào trước mặt Nam Tễ Vân. Nam Tễ Vân chưa tuốt đao, chỉ nghe soạt một tiếng, vạt áo Nam Tễ Vân đã bị hộ thủ câu của y móc rách một mảnh lớn, kế lại chát một tiếng, lệnh hồ đạt đã bị y đánh một tát tai tóe lửa. Nam Tễ Vân thân thủ mau lẹ, lùi lại, nghiêng người, tránh câu, ra trường, tuốt đao, một hơi liền lạc, trưởng trái vỗ ra, lập tức tay phải một đao vung lên. Canh một tiếng đón đỡ thanh trường kiếm của Tiết Tung tia lửa bắn tung tóe, thanh thanh cương kiếm của Tiết Tung bị mẻ một miếng, Tiết Tung có hiệu là thanh châu kiếm khách, công phu kiếm pháp quả thật đã tới mức phi phàm, đao kiếm vừa chạm nhau. Lập tức biết đối phương mang bảo đao, lập tức biến chiêu, thanh trường kiếm khua một vòng ra chiêu long môn cổ lãng, liên hoàn ba thức, liên tiếp đánh vào ba chỗ hiểm yếu trên thượng bàn. Trung bàn và hạ bàn của Nam Tế Vân, kiếm quang chớp chớp, quả thật giống như sóng nước cuồn cuộn, bay trâu rắc ngọc, nhìn hoa cả mát. Lệnh Hồ Đạt võ công còn cao hơn Tiết Tung một bậc y từ khi xuất đạo đến nay, đây là lần đầu tiên bị người ta tát vào giữa mặt, lửa giận bùng lên, cũng lập tức sử dụng Tuyệt Chiêu Sát Thủ. Song câu một ngang một dọc ra chiêu, chỉ thiên hoạch địa, câu trước móc vào bối tâm nam tễ vân câu sau móc vào khuỷu chân nam tễ vân nếu nam tễ vân đứng yên không động ắt bối tâm sẽ bị y móc thủng một lỗ lớn nếu nhảy về phía trước ắt trước ngực sẽ trúng kiếm của tiết tung còn nếu nhảy bật lên thì cũng như đưa bắp chân ra cho ngọn câu sắc nhọn của lệnh hồ đạt móc vào Nam Tễ Vân rất giỏi, chỉ thấy y trong kiếm quang câu ảnh, nhau người trúc xuống một cái, sau lưng dường như mọc ra thêm hai con mắt, một cước đá về phía sau, vừa khéo đá trúng hổ khẩu lệnh hồ đạt. Ngọn hộ thủ câu nhắm vào khuỷu chân y của lệnh hồ đạt còn chưa chạm tới ống quần y đã bị y đá bay tung ra, cùng lúc ấy y dựng thanh đạo đang nằm ngang lên, tranh trách chém tới chiêu ấy đánh vào chỗ địch nhân phải cứu, kiếm thế của Tiết Tung nếu không thay đổi, vẫn tiếp tục phóng tới, thì có thể khiến y bị thương, nhưng cánh tay ấy của Tiết Tung nhất định sẽ không giữ được. May mà chiêu thức của Tiết Tung còn chưa sử dụng hết, vội vàng thu kiếm lùi bước, chỉ nghe Nam Tế Vân hô hô cười rộ, đã lướt qua cạnh người lệnh hồ đạt. Thiết ma lạc nhìn thấy xuất thần, bất giác đập bàn kêu lớn, hay lắm, nên biết hai thức đao cước dùng cùng lúc ấy của nam tễ vân, đào chém tễ phía trước, cước lại đá ra phía sau, phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, quả thật là một công phu vô cùng khó luyện. Không những phải tập trung cao độ, mà còn phải nắm đúng thời điểm, lại không được trạch một phân. Thiết ma lạc gần đây đã được đậu lệnh khản dạy cho công phu tiền cung hậu tiễn này, hóa giải chiêu số của địch nhân đồng thời đánh vào cả trước mặt sau lưng nhưng vẫn chưa luyện thành nên lúc ấy nhìn thấy Nam Tế Vân sử dụng chiêu tiền đao hậu cước tinh diệu như vậy liền bất giác bật tiếng ca ngợi. Nam Tế Vân nghe thấy tiếng kêu, đưa mắt nhìn qua phía y chợt giật mình. Kia không phải là đoàn đại ca sao? Bước chân tự nhiên chậm lại một chút, cũng đúng lúc ấy, Điền Thừa tự quát lớn một tiếng, hất đổ một cái bân, chặn đường lui của Nam Tế Vân. Nam Tế Vân hai mắt chớp lên, quát té ra là gã cường đạo nhà ngươi mà cũng làm được võ quan rồi. Điền thừa tự tức giận nói, thật hồ đồ ta là bình lô tướng quân, ngươi lại dám bôi nhọ à. Nam Tế Vân ngẩng đầu lên trời hú dài một tiếng, căm tức nói, quan quân giặc cướp không phân biệt, hào cường cậy thế, quốc gia làm sao không loạn trong tiếng hú dài trưởng trái vỗ ra bức điền thừa tự lui lại hai bước tay đao lật lại một cái gạt thanh trường kiếm của tiết tung ra lệnh hồ đạt quát làm phản dỗi làm phản rồi thằng đầy tớ này đã phỉ báng triều đình bôi nhọ đại tướng loạn thần tặc tử ai cũng được giết loạn đao giết chết y cho ta mấy viên võ quan có giao tình với lệnh hỗ đạt lập tức dấn tới bao vây Nguyên là Điền Thừa Tự trước khi theo An Lộc Sơn là một tên độc hành đại đạo, có lần trên đường Tinh Châu đánh cướp một nhóm thương khách, bị Nam Tế Vân gặp được trượng nghĩa cứu người, chém y một đao. Từ đó kết oán, cho nên mới rồi Điền Thừa Tự nhìn thấy Nam Tế Vân bước vào, nhất thời không dám lên tiếng, chính vì sợ y nói toạc ra chuyện cũ. Nhưng Tiết Tung lại không thể không cảm thấy ngạc nhiên, sau khi cãi nhau với Nam Tế Vân lần đầu xong, lúc bọn thái giám tới đón Lý Bạch đi, y quay về bàn. Bèn hỏi Điền Thừa Tự tại sao lại không ra giúp đỡ y. Điền Thừa Tự có thể giấu giếm người khác, nhưng không dám giấu giếm Tiết Tung và Lệnh Hồ Đạt, và lại hai người bọn họ cũng đều là hắc đạo xuất thân, bèn kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Lệnh Hồ Đạt nghe xong, lập tức nghĩ ra mưu kế. Lệnh Hồ đạt theo dệt tội lỗi cho Nam Tễ Vân, rốt lại hoàn toàn không chỉ để báo thù cho Điền Thừa Tự, mà trong đó còn có lý do phức tạp khác. Quách Tử Nghi lúc ấy tuy chỉ là một viên thái thú, nhưng vì y giỏi việc dùng binh, lại không chịu A Dua theo An Lộc Sơn nên đã sớm bị An Lộc Sơn căm ghét mà Lý Bạch ở trong triều cũng đã sớm bị Dương Quý Trung đố kỵ, chỉ vì Lý Bạch tiếng tăm quá lớn, hoàng đế lại đang coi trọng y, Dương Quốc Trung không biết làm sao đành chịu thôi. Mặt khác tuy An Lộc Sơn câu kết với Dương Quý Phi nhưng lại có xung đột về quyền lợi với Dương Quốc Trung, đôi bên giành giật lòng tin yêu trước mặt Hoàng đế, công kích lẫn nhau. Bấy nhiêu quan hệ rắc rối phức tạp ấy, người ngoài không biết chứ lệnh Hồ Đạt thì biết rất rõ cho nên sau khi lệnh hố đạt biết được nam tễ vân cầm thư của quách tử nghi cho lý bạch bèn này ra một chủ ý thâm độc nghĩ thầm bất kể trong thư nói những gì mình lấy được xong thì có thể mang tới dâng cho dương quốc trung để y tìm được một người giỏi thư pháp mô phỏng bút tích của quách tử nghi vu hãm họ mưu phản có thể hoàng đế sẽ không tin nhưng ít nhất cũng có thể vu hãm họ vào tội cấu kết trong ngoài kết bè đảng riêng đó cũng là khiến hoàng thượng nghi ngờ như thế cho dù lý bạch vẫn được gần gũi thì cũng bớt được sùng ái còn quách tử nghi ắt là sẽ bị lật mình làm như thế đã có thể lấy lòng dương quốc trung lại có thể lấy lòng an lộc sơn há không phải nhất cử lưỡng tiện sao y vốn còn muốn lôi kéo nam tễ vân lấy oai để hiếp lấy lợi để dụ dùng cả hai cách bức bách y đứng ra làm nhân chứng không ngờ nam tễ vân không mắc lừa y mới xảy ra chuyện động thủ trên tử lâu có mười mấy võ quan trong quân Vũ Lâm và thị vệ trong đại nội, đều thân thiết với lệnh Hồ Đạt. Lệnh Hồ Đạt quát một tiếng như thế, bấy nhiêu người đều nhao nhao xông tới bao vây Nam Tễ Vân vào giữa. Lệnh Hồ Đạt nghĩ thầm. Chuyện thằng đầy tớ này mới rồi buông lời oán thán triều đình, mang thư cho quách tử nghi, đã do y chính miệng nói ra, tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng cho mình mình cứ giết chết y cũng không đến nỗi có tội và lại vẫn có thể theo đúng kế hoạch mà làm lệnh hố đạt một tiếng hạ lệnh sai loạn đao chém chết nam tễ vân lập tức trong tửu lâu trên dưới hỗn loạn chỉ nghe tiếng đao kiếm chạm nhau choang choang tiếng chén bát rơi vỡ loảng xoảng tiếng bàn ghế ngã đổ ầm ầm những khách hứa sợ chuyện đều bỏ chạy người trong tửu lâu luôn miệng kêu khổ không ngớt khuyên thì khuyên không được chỉ đành núp hết vào trong nam tễ vân cả giận một thanh bảo đao chỉ đông đánh tây chỉ nam đánh bắc nhấc chân đá một cái bàn bay ra có ba viên võ quan đang xông vào y bị cái bàn tròn đập xuống lập tức vỡ đầu chảy máu bò suốt nửa ngày không đứng lên được nhưng hảo hán không chống nổi nhiều người song câu của lệnh hồ đạt trường kiếm của tiết tung kim cương trưởng của điền thừa tự lại càng lợi hại vòng vây càng lúc càng hẹp lại Nam Tế Vân dở hết tài năng ra vẫn không thoát được khỏi vòng vây. Trong lúc kịch chiến một viên thị vệ trong đại nội phóng ra ba mũi thấu cốt đinh, Nam Tế Vân nghiêng người tránh qua, chợt cảm thấy đầu vai bị siết chặt giống như một cái cùm sát. Vốn là Điền Thừa Tự đang đứng gần y, y nghiêng người tránh qua, vừa khéo xoay tới trước mặt Điền Thừa Tự, Điền Thừa Tự bên vung tay chụp. Tiết Tung cả mừng, lập tức bước lên một bước, phóng kiếm đâm vào huyệt hoàn khiêu trên đầu gối y, song câu của lệnh hồ đạt cũng cuốn tới, móc vào hai gót chân y. Ngoài ra còn có hai viên võ quan cầm đao sấn vào chém xuống hai vai y, nhìn thấy Nam Tế Vân sẽ phải mất mạng dưới loạn đao. Tiết Tung chiêu kiếm vừa đánh ra, chợt thấy sau lưng có tiếng gió rít. Tiết Tung là một hành gia sử kiếm, lập tức giật nảy mình, không rảnh tấn công mà phải quay về cứu mình trước lật tay phóng lại một kiếm, chợt nghe canh một tiếng, lại là thanh trường đao của một viên võ quan bị bảo kiếm của người kia chém gãy, mà một kiếm của Tiết Tung phóng ngược lại lại đánh trượt. Tiết Tung trợn mắt nhìn, thì người ấy chính là kẻ mới rồi uống rượu với Lý Bạch. Đó cũng là đoàn khuê trương mà Tiết Tung nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt đoàn khuê trương phóng kiếm như chớp y xông vào vòng vây trường kiếm phóng hờ vào huyệt trí đường trên lưng tiết tung một nhát y biết tiết tung là một hành gia chiêu này của y lại đánh vào chỗ địch nhân nhất định phải quay về tự cứu tiết tung nhất định sẽ rút kiếm đón đỡ nam tễ vân có thể bớt đi một cường địch nên chiêu ấy y không cần xử hết ung dung chém gãy cương đao của một viên võ quan đang chém tới y xong mới hô hô cười nói, tiết tung, kiếm pháp của ngươi còn phải luyện thêm 10 năm nữa. Tiết tung cả giận xoay người lại ra chiêu lưu tinh bôn nguyệt đâm vào bụng dưới đoàn khuê trương. Nhưng đoàn khuê trương còn nhanh hơn y, soạt soạt hai kiếm, kiếm quang chớp mau trước mắt y, tiết tung vội lăn tròn xuống đất vùng kiếm hộ thân, chỉ nghe hai tiếng choang choang binh khí của hai viên võ quan xông vào cứu viện cho y đã bị bảo kiếm của đoàn khuê trương chém gãy may mà hai viên võ quan ấy đã đón đỡ cho y tiết tung lúc ấy mới bật người đứng dậy nghĩ lại mới rồi nếu không phải thấy việc mau lẹ ứng biến kịp thời thì hai mắt đã bị người kia đâm thủng bất giác toát mồ hôi lạnh còn chưa định thần, đoàn khuê trương đã hất thanh thiết giản của một tên vệ sĩ ra, một bông kiếm hoa lại phóng vào y, soạt 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 liên hoàn ba kiếm, giống như gió trời mưa biển, bức người phóng tới. Khiến tiết tung chân tay luống cuống. Y tự phụ là danh gia kiếm thuật, nhưng trước nay lần đầu nhìn thấy kiếm thuật tinh diệu như thế, bất giác thất thanh la lên, ngươi, ngươi là ai? ở bên kia, lệnh hồ đạt cũng gặp phải sự cản trở bất ngờ, y chỉ còn cách vài bước, song câu cơ hồ đã móc trúng chân nam tễ vân, chợt dưới đất có một cái chén bay tới, y sấn lên một bước. Vừa đúng đạp lên cái chén, răng rắc mấy tiếng, cái chén bị y đạp nát, y cũng chúi người đi, suýt nữa ngã lăn ra, lúc ngẩng lên trợn mắt nhìn. Thì thấy người ném cái chén ấy lại là một thiếu niên mặt còn bấm ra sữa, nhiều lắm cũng chỉ 17-18 tuổi lệnh hồ đạt tức giận quát thằng tiểu tử ngươi cũng muốn tìm cái chết à. Y chưa dứt lời, thiết ma lạc đã sấn tới trước mặt. Đúng là, con nghè mới sinh đâu sợ cọp thiếu niên hiệp sĩ đấu cường gian. Muốn biết đoàn khuê trương và thiết ma lạc có cứu được nam tễ vân không, xin nghe hạ hồi phân giải.